Tử Vân là cô con gái ngoài giá thú mà ba tôi mang về, bây giờ đang sống chung một mái nhà với tôi. Mỉa mai thay, cô ta vẫn không thể nào thay đổi được những thói quen nhỏ nhặt ngày xưa. Cô bảo mẫu Vu yêu cầu tôi kiểm tra nhiệt độ là 39,5 độ C. Không sao, tôi không bốc hỏa được. Sau khi uống thuốc hạ sốt, tôi tùy ý thay quần áo và nhờ tài xế đưa trở về khách sạn. Thiệp mời của tôi đã bị đánh cắp. Ban đầu tôi chỉ đến dự tiệc để đối phó với ba mình, nhưng bây giờ thì tôi rất tò mò điều gì sẽ xảy ra với Tô Vân. Tôi e rằng cô ta không biết rằng Cận Minh ghét sự lừa dối, đeo bám và ghét người khác tự ý chạm vào người của mình. Anh ta mắc chứng hoảng sợ cả về thể chất và tâm lý. Thế nhưng Tô Vân không biết và đang nóng lòng muốn thể hiện. Ở nhà cô ta cũng làm như vậy với Tô Khang, lúc nào cũng sử dụng một số thủ đoạn dụ dỗ vô cùng rẻ tiền, ví dụ như là tình cờ chạm vào cơ thể của người đó. May mắn thay, Tô Khang không rơi vào trong chiêu trò của cô ta. Tô Khang là con nuôi của ba tôi. Ở lối vào trong khách sạn, tôi bảo tài xế đỗ xe bên đường, chuẩn bị xem kịch hay. Tôi có chút choáng váng, bật sửa trong xe nhưng vẫn thấy lạnh. Tài xế vội vàng chạy đi mua miếng dán hạ sốt. Tôi cuốn chặt áo khoác, đắp miếng dán hạ sốt lên trán, tựa người vào cửa kính ô tô và yếu ớt nhìn ra bên ngoài. Nhìn thời gian đã gần sát thời điểm rồi. Chỉ chưa đầy 5 phút, tôi đã có thể chứng kiến sự náo nhiệt như ý muốn của mình. Tô Vân ôm túi sách bị ném ra khỏi khách sạn. Cận Minh đứng trên bậc thang trước cửa khách sạn nhìn xuống. Giọng nói của anh ta trôi theo gió và đi thẳng vào tai của tôi. Cô chỉ là con gái ngoài giá thú, làm sao mà lại dám cướp thiệp mời rồi tự làm khó mình cơ chứ? Tôi không thể nào nghe rõ hai câu tiếp theo. Cận Minh nổi tiếng là người nóng tính, hơn nữa Tô Vân lại ngu ngốc đến mức cầm theo thư mời của tôi để xuất hiện. Hành động mạo danh này có lẽ càng khiến cho Cận Minh tức giận hơn. Ở bên ngoài xe, Tô Vân nhìn rất chật vật nhưng mà không dám phản bác. Không thể phản bác bởi vì so với Cận gia thì gia đình chúng tôi chỉ là một gia đình nhỏ, không thể nào tạo nên bất kỳ sự uy hiếp gì. Tô Vân hôm nay mất hết mặt mũi, chỉ có thể nuốt nhục nhã vào trong. Tôi e rằng cô ta vẫn chưa biết thiếu gia tức giận đang nhìn cô lúc này chính là bạn trai cũ của tôi, người vừa chia tay với tôi hơn một tháng trước. Một tháng trước đây, thiếu gia kiêu ngạo cáu kỉnh của Cận gia đã cúi người trước mặt tôi, nhẹ nhàng cầu xin tôi đừng rời đi. Lúc này tôi đang xem được một nửa thì tự dưng ngẩng lên. Tôi vô tình chạm vào ánh mắt của Cận Minh. Chỉ trong 2 giây, giọng nói của người đàn ông đã vang lên. Tô Ngọc Hân, không ổn rồi. Tôi cau mày, lập tức đóng cửa sổ, quay về phía tài xế mà bảo đi thôi. Người lái xe rất nghe lời, nhưng mà kỹ năng của anh ta thì thiếu sót. Cận Minh gần như là chạy đến trước đầu xe, trước khi mà tài xế của tôi khởi động xe. Cách nhau nửa mét, Cận Minh và tôi nhìn nhau qua cửa sổ, sau đó chiếc xe từ từ phóng đi, biến mất trước mặt của anh. Tâm trạng tôi vui vẻ, lái xe qua một con phố, tôi mở bình nước ra, uống một ngụm. Thế nhưng chưa kịp nuốt, đã nghe thấy tài xế thì thầm. Tiểu thư, hình như là Cận thiếu gia đang đuổi theo đấy ạ. Tôi quay đầu nhìn, xe của Cận Minh bám sát đằng sau. Chiếc xe màu hồng gợi cảm đó gần như là biểu tượng của anh rồi. Tôi lại đang phát sốt, xoa xoa giữa hai lông mày mà nói. Cắt đuôi người đó đi. Ở ghế trước, giọng nói của người tài xế run run. Dạ, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tài xế thực sự đã cố gắng hết sức. Chúng tôi buộc phải dừng lại ở bên cạnh xe của Cận thiếu gia. Cận Minh thực sự rất giàu có và ngang ngược. Anh đã lấy chiếc xe trị giá hàng chục triệu đô la làm xe đua và buộc chúng tôi phải dừng lại. Sau khi mà xe dừng lại, tài xế quay đầu nhìn tôi vẻ mặt buồn bã. Tôi vẫy tay, ý không sao. Đó không phải lỗi của tài xế. Cận Minh là một tay đua chuyên nghiệp. Ở đây không có nhiều người có thể vượt qua anh về mặt kỹ năng lái xe. Bóng dáng của người đàn ông xuất hiện ngoài cửa xe.
Anh giơ tay lên muốn mở cửa, nhưng sau đó lại đứng im nhìn tôi. Rồi tự dưng sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Tô Ngọc Hân, anh cho em 1 phút để mở cửa. Nếu như em không mở, anh sẽ đập vỡ cửa kính xe đấy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đếm ngược rồi. Tôi biết người này nói được làm được, và những gì anh làm còn kinh khủng hơn những gì anh nói. Anh đếm chưa được một nửa, tôi đã bất mãn hạ cửa sổ xuống. Có chuyện gì sao? Tôi cau mày nhìn anh. Có đấy. Anh tự đưa tay mở cửa rồi đẩy tôi vào trong, ngồi vào bên cạnh tôi. Em sốt sao? Cận Minh nhìn chằm chằm miếng dán hạ sốt trên trán của tôi, rồi giơ tay lên xoa má tôi. Nóng thế. Anh cau mày ra lệnh cho tài xế của tôi một cách thiếu khách sáo. Lái xe đến vườn tử vi đi. Tài xế sững sờ một chút rồi vô thức quay đầu nhìn tôi. Tôi khó chịu vì sự ồn ào của anh nên nghiêng người sang bên kia. Tôi bị sốt, tại sao tôi phải đến nhà anh để làm gì? Vườn tử vi là một khu biệt thự cao cấp ở thành phố này, nhà của Cận Minh ở đó. Anh liếc nhìn tôi giận dữ nói, anh còn có thể làm gì nữa đây? Để lão thần chữa trị cho em đi. Cơ thể tôi vốn đã yếu rồi, tôi không thích uống thuốc. Lão thần là bác sĩ riêng của Cận Minh, họ trở thành bạn thân bởi vì có chung sở thích. Tôi muốn đáp lại nhưng mà tôi đã quá đau đầu. Người lái xe biết danh tính của Cận Minh nên ngoan ngoãn lái xe, và sự điên cuồng của thiếu gia họ Cận thực sự là không thể nào so sánh với người bình thường. Chiếc xe giới hạn thế giới vừa bị anh ta tùy ý ném ở bên đường. Bữa tiệc sinh nhật có sự tham gia của tất cả các quan chức trong thành phố. Giữa bữa tiệc, anh bỏ lại đống bừa bộn mà rời đi. Tôi muốn chửi thái độ của anh, nhưng mà cổ họng của tôi đã khô khốc. Sau đó, tôi mơ hồ cảm thấy ai đó đang thở dài, mắng chửi điều gì đó một cách giận dữ, rồi ôm lấy tôi. Hành động quá dịu dàng làm cho tôi không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Trong lúc tôi mơ màng, có ai đó đã cho tôi thuốc. Hình như có người đang thay quần áo cho tôi nữa. Tôi theo bản năng đẩy tay người đó ra, mắng Cận Minh, cảnh cáo anh rằng chúng tôi đã chia tay rồi. Nhưng khi tôi mở mắt, người đang thay quần áo cho tôi là bảo mẫu nhà Cận Minh. Sau đó thì giọng nói của người đàn ông đã vang lên ở bên ngoài cửa. Em ấy bị sốt rất cao, anh chỉ khám đơn giản vậy thôi sao? Tôi chỉ muốn cười, nhưng mà đầu tôi nóng quá, cảm thấy chóng mặt và ngủ ngay khi vừa nhắm mắt. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã nằm trên giường của Cận Minh rồi, còn thiếu gia của Cận gia ngày hôm qua mắng Tô Vân ở nơi công cộng đang cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ ở trong phòng. Tôi sờ trán thấy cơn sốt cao đã hạ xuống rồi, căn phòng rất yên tĩnh, giường của Cận Minh rất thoải mái. Sau khi sốt cao, tôi khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, lười đứng dậy nên chống tay nhìn anh. Người anh cao, chân anh dài, ngồi co ro trên chiếc ghế sofa nhỏ có vẻ khó khăn. Anh ngủ cũng không yên lắm, lông mày hơi nhíu lại, hàng mi dài thỉnh thoảng run rẩy, giống như có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau theo cách này sau khi mà cả hai đã chia tay. Đang chìm trong suy nghĩ, Cận Minh cách đó không xa tự dưng mở mắt ra. Anh ngồi dậy trên ghế sofa, duỗi tay trước rồi nhướng mày nhìn tôi. Em muốn nhìn thì cứ nhìn đi, nhìn lén cũng không sao cả, Tô Ngọc Hân. Ấu chị. Tôi mắng xong thì nhìn sang nơi khác. Cả thành phố này không có nhiều người dám trực tiếp mắng Cận Minh giống như tôi. Mặt khác, nhìn anh ấy mà xem, người đàn ông này bị mắng nhưng mà cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi lầm bầm. Anh rất tự hào vì sự ưu tú của mình đấy. Thôi được rồi, dựa vào sự ưu ái của Cận Minh, tôi chẳng có gì phải sợ hãi. Người đàn ông từ trên ghế sofa đi tới, hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm qua, và tại sao con gái ngoài giá thú của ba tôi lại mang theo thư mời của tôi mà đến. Tôi chớp mắt, cảm thấy vài chữ không thể nào giải thích xong, mà tôi thì có chút lười nói. Đang trong lúc nghĩ cách đối phó với Cận Minh thì cửa phòng ngủ tự dưng bị mở ra từ bên ngoài. Bà Cận xuất hiện trước cửa phòng cùng với một cô gái,
vẻ mặt lạnh lùng làm cho tôi nhớ đến cảnh bà thương lượng với tôi một tháng trước. Bà ta vẫn cứng rắn như ngày nào. Vừa gặp nhau, bà ta đã gọi tôi là con tiện nhân, bước đi nhanh nhẹn và tát thật mạnh vào mặt tôi. May thay cái tát không rơi vào mặt của tôi. Cận Minh nắm chặt cổ tay của mẹ mình, vẻ mặt khó coi. Chính xác là như vậy. Khí chất bá đạo, kiêu ngạo của thiếu gia họ Cận hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ của mình. Khi mà Cận Minh đứng dậy, anh cao hơn Cận phu nhân đang đi giày cao gót rất nhiều. Anh cau mày, không hề tỏ ra nghiêm túc khi nói chuyện. Cho dù là mẹ, cũng không thể nào sáng sớm tự ý xông vào phòng đánh vợ con được. Tôi bình tĩnh đứng đằng sau anh, lặng lẽ nhìn anh. Người đi cùng bà ấy là ai chứ? Cận Minh nói xong thì hất tay của mẹ mình ra. Tôi quay đầu lại một chút để nhìn vào khuôn mặt của bà. Người phụ nữ đoan trang, duyên dáng trở nên sợ hãi vì sự giận dữ của con trai mình. Bà ta trừng mắt nhìn tôi. Cái gì mà đánh vợ? Chỉ bằng một cái liếc mắt, bà Cận đã tóm lấy cô gái đang đi theo sau mình. Tôi cũng nhìn sang. Cô gái này trông trẻ hơn tôi, khoảng 20 tuổi, nhìn giống như xuất thân từ một gia đình thực sự giàu có. Là một cô gái mềm mại, yếu đuối, nhưng lại có khí chất nổi bật. Con gái của một người giàu mới nổi như tôi thì thoạt nhìn khác hẳn. Tôi vừa nhìn xong thì quay qua bà Cận, nói những thứ con đang dang dở. Uyển Uyển thì sao? Con bé là vị hôn thê của con cơ mà. Vị hôn thê sao? Mà tôi lại tập trung vào cô gái gọi là Uyển Uyển kia. Tôi đại khái biết đó là ai rồi. Trước khi chúng tôi chia tay, Cận gia tổ chức một lễ đính hôn hoành tráng cho anh và tiểu thư của Trình gia. Mặc dù buổi lễ đã bị Cận Minh phá hủy, nhưng mà chuyện đính hôn vẫn được giữ nguyên. Trình gia là một gia tộc thực sự giàu có. Cận Minh đang đứng trước mặt tôi, tự dưng thốt ra một câu chửi. Hôn phu cái quái gì chứ? Nếu mẹ muốn thì tự đi mà cưới, đừng có ép con. Cận phu nhân tức đến run người. Cận Minh, con đừng quên ta là mẹ của con đấy. Cận Minh tùy ý xoa xoa tóc. Không cưới được con thì còn bố đấy. Dù sao thì cũng đừng sắp xếp cho con. Cận Minh không quan tâm, nhưng mà vẻ mặt của Trình Uyển có chút bất an. Đôi mắt cô gái được nuông chiều lập tức đỏ hoe bởi vì bị coi thường. Cận Minh cũng cảm thấy điều đó hơi quá đáng. Anh sờ chóp mũi, dịu giọng nói. Thôi được rồi, đừng bận tâm. Tôi không nhắm vào em đâu. Nhưng sau khi nói xong câu đó, anh lại nói thêm. Tôi chỉ muốn nói với bà Cận rằng ngoại trừ Tô Ngọc Hân, tất cả phụ nữ trên thế giới này trong mắt tôi đều chỉ là những bộ xương khô. Có vẻ như thấy bà Cận chưa đủ tức giận, Cận Minh mỉm cười, bình tĩnh nhìn mẹ mà nói thêm. Mẹ, trong đó có cả mẹ đấy. Cuối cùng thì người đàn bà tức giận bỏ đi, không nói thêm lời nào. Bà chỉ có một đứa con cưng, từ nhỏ đã được nuông chiều vô cùng, lại được thừa hưởng hoàn hảo tính cách kiêu ngạo và cứng rắn của mình. Không có chỗ nào ở Giang Thành mà anh không dám đánh. Sau khi bà Cận rời đi rồi, Cận Minh quay sang nhìn tôi, nhướng mày hỏi thăm. Em còn mệt không? Có cảm thấy vừa rồi anh đẹp trai lắm không? Thôi đi, anh tốt nhất lên im miệng đi. Anh lại nghiêng người nhìn tôi. Chia tay với anh, em có hối hận không? Tôi giơ tay lên, xoa mặt anh bằng cả hai tay. Đi ra ngoài đi. Cận Minh sửng sốt. Cái gì cơ? Tôi buông tay, lục lại quần áo trong tủ phòng ngủ của anh theo thói quen. Lúc chia tay, tôi cũng không đến đây lấy đồ. Em thay quần áo, anh ra ngoài đi. Thiếu gia Cận gia vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời và đi ra ngoài. Đừng quên đóng cửa lại cho tôi đấy nhé. Thay quần áo, tắm rửa và đi ra ngoài. Tôi thấy Cận Minh vẫn không rời đi. Anh đang ngồi xổm ở cửa phòng, thấy tôi đi ra lập tức đứng dậy. Trong giây lát, tôi nhìn những hành động quen thuộc đó và nhớ đến chú cún tôi đã nuôi khi mà còn nhỏ. Nếu Cận Minh được tặng một cái đuôi thì có lẽ anh ấy sẽ vẫy nó rất vui vẻ ở trước mặt của tôi. Tôi không thể nào ở lại đây. Tôi nói với anh rằng mình muốn về nhà.
Anh sửng sốt nhưng vẫn đồng ý. Khi lên xe, người đàn ông này đã nhét rất nhiều thứ gọi là thuốc đặc trị vào trong xe và dặn tôi nếu bị sốt trở lại thì phải uống cho đúng giờ. Tôi biết rồi. Tài xế Tiêu Hà đêm qua không rời đi, vẫn đang ngủ trong xe. Khi rời đi, tôi nhận thấy chiếc Rolls Royce màu hồng gợi cảm của Cận Minh đã đỗ lại trong gara. Trên đường về nhà, tôi sạc điện thoại, bật nó lên. Tất cả cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều là của Tô Khang. Tôi không về nhà cả đêm lại còn sốt cao, mà người ba thân yêu của tôi thậm chí còn không buồn hỏi thăm. Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào, mọi người đang dùng bữa sáng. Có ba tôi, Tô Vân, Tô Khang và Trương Vân Ánh. Trương Vân Ánh cũng chính là mẹ ruột của Tô Vân, đã làm nhân tình của ba tôi hơn 10 năm. Năm nay cuối cùng, bà ta cũng thành công trở thành chính thất. Không ai để ý đến tôi, ngoại trừ Tô Khang. Tô Khang liếc nhìn tôi rồi đứng dậy đi vào trong bếp. Bước ra lần nữa, trên tay đã cầm chén súp. Sáng nay anh làm cho em đấy, uống khi mà còn nóng nha. Giọng của anh rất nhẹ, đặt súp trước chỗ ngồi của tôi, mở nắp ra, mùi thơm còn đang vương vấn. Anh lúc nào cũng như vậy, thế nhưng ông trời không dịu dàng với anh. Tô Khang mồ côi mẹ từ nhỏ và mắc bệnh tim bẩm sinh. Bà anh một mình nuôi anh. Khi mà anh 7 tuổi, bà anh đã mất mạng khi cố gắng cứu ba tôi. Ông đã nhận anh giống như là một sự báo đáp đến người bạn quá cố. Và Tô Khang đã sống ở nhà tôi cho đến tận bây giờ. Tô Khang đến nhà tôi khi mà tôi mới 5 tuổi. Thế nhưng ba tôi không nhận nuôi anh ấy vì yêu thương. Ông muốn để cho người ta nhìn vào thấy sự hào phóng của mình. Bao năm qua, ông luôn luôn đối xử dè dặt với Tô Khang. Tuy chưa bao giờ bạo hành, nhưng ông hầu như không quan tâm đến anh. Theo quan điểm của ba tôi, miễn là Tô Khang không mất mạng vì đói là được rồi. Về phần mẹ tôi, bà lúc nào cũng là người lạnh lùng, thậm chí còn không có nhiệt tình với con gái ruột là tôi, chứ đừng nói đến Tô Khang. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình nói lời cảm ơn, vừa ngồi xuống, chén canh đã được Tô Vân ở bên cạnh bưng lên. Anh Tô Khang, em cũng muốn uống canh. Tối qua em bị cảm, cho em canh này đi. Tô Vân dùng giọng nói nhẹ nhàng làm nũng, đặt câu hỏi, nhưng mà tay cầm canh vẫn không hề dừng lại. Tô Khang khẽ cau mày. Anh là người không muốn gây phiền phức, nhưng mà cũng không để cho mình phải chịu thiệt thòi. Tô Khang hơi nghiêng người về phía trước, kéo canh lại, giọng điệu vẫn ôn hòa, không nghe thấy có một chút biến hóa cảm xúc nào. Nếu như em muốn uống thì tôi sẽ bảo thím vô làm cho em bát khác, tôi không giỏi lắm. Bát canh được kéo đi kéo lại, cuối cùng thì cũng trả về chỗ của tôi. Trương Vân Ánh tự dưng ném đũa. Được rồi, không phải chỉ là một bát canh thôi sao? Không uống thì không uống. Tôi hiểu trong mắt anh, tôi và Tô Vân là người ngoài mà. Khi bà ta nói, giọng có chút nghẹn ngào và có cả tiếng nức nở trong đó. Không trở thành diễn viên đúng là phí phạm tài năng quá rồi. Tô Vân còn trách Tô Khang thiên vị, nói rằng anh lúc nào cũng đối đầu cùng với mẹ con cô ta, lúc nào cũng bắt nạt cô ta. Thấy bà tôi vẫn im lặng, Tô Vân càng can đảm hơn, bắt đầu giằng co bắt canh với Tô Khang. Tô Khang cau mày nhưng vẫn yên lặng để cô ta lấy nó đi. Thế nhưng Tô Khang có thể chịu đựng được, còn tôi thì không. Làm sao mà tôi phải nhường nhịn cho Tô Vân chứ? Bữa ăn vốn yên bình trở nên hỗn loạn vì sự trở về của tôi, rồi tự dưng lại trở nên im lặng vì hành động của tôi. Bởi vì tôi vừa đổ một ít nước lạnh vào trong bát súp ấm và đổ lên đầu của Tô Vân. Tôi không phải là người ngu, tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học nên đã làm nguội nước. Mọi người ở trong phòng ăn đều chết lặng. Tô Vân câm nín với hai miếng gà ở trên đầu. Còn tôi đã thành công nhận được cái tát từ ba tôi. Tôi nghiêng đầu không tránh né. Cái tát này khá nặng. Người ba lúc nào cũng giữ im lặng, bây giờ lại tỏ ra tức giận và mắng tôi càng ngày càng lớn. Tô Khang cũng bị liên lụy theo. Tôi bị nhốt trong phòng và không được phép ra ngoài sau đó. Thế nhưng Tô Khang lại treo qua cửa sổ đi vào trong. Tôi chạy đến đỡ anh ấy. Đúng là điên rồ. Mặc dù phòng của chúng tôi ở trên tầng 2,
Nhưng căn bệnh tim bẩm sinh của anh ấy rất nghiêm trọng. Bình thường anh không thể nào tập thể dục, chứ đừng nói đến hành động nguy hiểm giống như trèo cửa sổ thế này. Trong phòng khóa, Tô Khang nhìn chằm chằm bên má trái vừa bị đánh của tôi, lông mày nhíu chặt. Anh chưa bao giờ giỏi ăn nói. Nhìn hồi lâu anh mới bảo tôi: "Làm sao ba có thể nặng tay như vậy chứ?" Tôi mỉm cười, điều đó không quan trọng. Mặt tôi vẫn còn sưng nhưng cơn đau đã biến mất rồi. Ba tôi tất nhiên sẵn sàng từ bỏ tôi vì tôi không phải là con gái duy nhất của ông ấy. Tô Vân tuy rằng là con gái ngoài giá thú nhưng lại là con cưng trong mắt của ông ấy. Tại sao ơ? Bởi vì Trương Vân Ánh, người đã ở bên cạnh ông hơn 10 năm, được ông công nhận là tình yêu đích thực. Còn tôi và mẹ tôi chỉ là vật cản cho hạnh phúc riêng của bọn họ mà thôi. Ông ta quên mất chính gia đình nhà ngoại đã giúp đỡ ông có được ngày hôm nay. Tô Khang mang đá viên vào, bọc cẩn thận, chườm lên khuôn mặt hơi sưng đỏ của tôi. Chúng tôi đang nói chuyện được một lúc thì tự dưng có tiếng bước chân trên hành lang. Tôi và Tô Khang chưa kịp phản ứng, cánh cửa khóa đã mở ra. Anh ấy thậm chí còn không có thời gian để mà trốn đi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở trên ghế sofa và nhìn lên người vừa xuất hiện là Cận Bình. Đằng sau anh là ba tôi đang mỉm cười rất thận trọng. Còn nụ cười của Cận Minh đông cứng trên khóe môi. Khi anh đối diện với tôi, trong mắt anh hiện ra quá nhiều cảm xúc. Nào là ngạc nhiên, nào là sửng sốt và tức giận. Tôi thầm thở dài đếm 3 giây trong đầu. Nhưng mà tôi còn chưa kịp đếm đến 3 thì Cận Minh đã bùng nổ. Tô Ngọc Hân, hai người, một nam một nữ, ở một mình, khóa cửa để làm gì chứ? Đánh địa chủ sao? Đằng sau Cận Minh, khuôn mặt của ba tôi gần như là trắng bệch. Phải rồi, mong ước của ba tôi là được kết giao với Cận gia mà. Chỉ có điều trước khi bắt đầu đã bị chặt đứt rồi. Khi khuất bóng Cận Minh, ba tôi nháy mắt với tôi. Trên mặt gần như đang viết mấy chữ lớn: đừng gây sự với tổ tông này. Tôi lờ đi ánh mắt lo lắng của ba và ngước nhìn Cận Minh. Không sao đâu, mọi người cũng đến rồi, vừa đủ một bàn. Vừa nói, tôi vừa nhìn bố tôi ở ngoài cửa. Vẻ mặt của hai người xấu xí như nhau. Thế nhưng khi bầu không khí đang căng thẳng thì Tô Vân lại đi đến. Cô ta đúng là giỏi đánh hơi thật đấy. Bất kỳ ở đâu có chuyện đều có mặt của cô ta. Cô ta dùng giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt, dẫm lên tôi để làm hài lòng Cận Minh. Anh Cận, anh đừng tức giận. Thật ra thì từ lâu rồi tôi đã phát hiện em gái tôi và anh Tô Khang có mối quan hệ bất thường. Lần trước trong bữa tiệc tôi đã muốn kể cho anh chuyện này, nhưng mà tôi lấy túi đá từ tay của Tô Khang tự mình chườm, thêm vào trong đầu nửa câu cuối cùng còn đang dang dở của Tô Vân. Nhưng mà lần trước anh đã ném tôi ra ngoài, anh nhớ không? Nực cười thật đấy. Người giống như Tô Vân thực sự là ngu xuẩn. Lần trước rắc rối xấu hổ như vậy mà lần này vẫn dám đeo bám. Cô ta thực sự cho rằng Cận Minh là loại người mềm mỏng, chỉ cần nói vài lời nhẹ nhàng là có thể mê hoặc được sao? Người đàn ông này bản chất bá đạo. Điều khó chịu nhất là khi mà có người nói xấu trước mặt của anh. Tô Vân vừa dứt lời, Cận Minh đã quát lên: "Tôi cho phép cô nói sao? Ai mượn cô ở đây sủa chứ?" Tô Vân choáng váng bởi vì bị mắng thậm tệ, nhưng mà sự bất bình của cô ta đều hiện rõ trên khuôn mặt như sắp rơi nước mắt. Điều này làm cho ba tôi cảm thấy đau khổ và bất lực. Nhưng nếu như bỏ cuộc thì cô ta đã không phải là Tô Vân rồi. Cô ta không ngu ngốc. Sau khi mà cố gắng mấy lần cũng hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Cận Minh. Có điều cô ta có thể không được lợi ích gì, nhưng nhất định phải kéo tôi xuống nước cùng. Sau đó, chị gái thân yêu của tôi lập tức thay đổi chiến lược, thay vì nói chuyện trực tiếp với Cận Minh, bắt đầu nhắm vào tôi. Em gái, em vừa đổ súp nóng lên người chị là vì Tô Khang. Ba chỉ muốn em bình tĩnh trong phòng, vậy mà em lại... Cô ta thở dài, trông có vẻ đau khổ lắm. Làm sao em có thể hẹn hò với anh trai của mình trong phòng riêng? Cho dù chúng ta không cùng huyết thống thì anh ấy vẫn là anh trai của chúng ta cơ mà. Một tiếng bốp vang lên,
Tôi thậm chí còn không cần phải tranh cãi, ai đó đã làm thay cho tôi rồi. Cận Minh quay đầu và tát cho Tô Vân một cái tát. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng cô chính là người đầu tiên. Cận Minh nói xong, liếc nhìn ba tôi một cách khiêu khích. Người đang nóng lòng muốn bảo vệ Tô Vân trong vòng tay của mình, nhưng mà thế thì có làm sao chứ? Muốn bênh con gái của mình sao? Cứ làm đi, nếu muốn bị đánh, đàn ông sẽ dễ xuống tay hơn đấy. Cho dù giàu đến đâu thì bạn vẫn phải làm việc chăm chỉ trong thế giới kinh doanh. Ba tôi vẫn muốn lợi ích từ Cận gia, tất nhiên chỉ có thể yên lặng. Ông nghiến răng nghiến lợi, cười rồi mắng Tô Vân không biết phải trái và đưa con gái cưng của mình rời đi. Và cũng hiểu rằng chỉ có tôi mới có thể giải quyết vấn đề ở phía Cận Minh. Chỉ còn lại ba chúng tôi trong phòng. Cận Minh và những người khác vừa bước vào cửa thì Tô Khang đã đứng dậy, tiến lên một bước và luôn luôn đứng ở bên trái trước mặt tôi. Anh có lẽ đã không nhìn kỹ khi đến, mặc dù tôi và Tô Khang ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa đôi, nhưng hai chúng tôi đều tương đối gầy. Tô Khang ngồi cách tôi nửa cái ghế. Chúng tôi thậm chí còn không chạm vào khuỷu tay của nhau. Cận Minh dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu rồi hỏi tôi. Mấy điều mà kẻ ngớ ngẩn đó nói có phải là sự thật không? Có phải là em vừa đổ súp nóng lên cô ta không? Tôi không vội trả lời mà chỉ cảm thấy buồn cười. Tô Vân cố gắng thể hiện mấy lần, cuối cùng thì Cận Minh thậm chí còn không nhớ nổi tên của cô ta. Tôi nói, đúng vậy. Tôi vừa đáp, anh đã không thể nào kìm nén được cơn tức giận nữa, lao tới mà túm lấy cổ áo của Tô Khang. Tôi đã sớm thấy cậu đối với Ngọc Hân không thuần khiết rồi mà. Anh chửi rủa và định đánh Tô Khang, nhưng Tô Khang không có ý trốn tránh. Anh ta còn túm lấy cổ áo của Cận Minh mà nói, cậu và Tiểu Hân đã chia tay nhau rồi, cậu quên rồi à? Lời nhắc nhở này đã thành công, chạm đến chỗ đau đớn trong trái tim của Cận Minh. Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi, tôi nhanh chóng lao vào để can ngăn. Trên thực tế, tôi cũng hơi thiên vị. Cơ thể của Tô Khang yếu ớt, không thể nào chịu nổi sự giày vò, nên tôi gần như là dùng sức đẩy Cận Minh ra. Ai mà biết được, trong lúc vội vàng, túi đá trong tay rơi xuống đất, Cận Minh bị tôi đẩy ra, dẫm vào, nặng nề ngã xuống. Thiếu gia của nhà họ Cận xưa nay lúc nào cũng chiếm ưu thế, mà giờ đây đang nằm ở trên mặt đất, tâm trạng rối bời. Lòng tôi thắt lại, tôi vội vàng chạy đến đỡ anh. Anh không sao chứ? Lời còn chưa dứt, Cận Minh đã hất tay tôi ra. Anh cau mày nhìn tôi, trong mắt là ánh sáng lóe lên. Người đàn ông này vốn lúc nào cũng thiếu trong mắt ánh sáng lóe lên người đàn ông này vốn luôn luôn thiếu kiên nhẫn, nhưng lần này mãi mới lên tiếng. Em đẩy anh là vì hắn ta sao? Tôi thở dài với chính mình. Cận thiếu gia lúc nào cũng nắm bắt sai trọng tâm vấn đề, rõ ràng anh trượt chân mà còn trách tôi cái gì chứ? Tôi tới đỡ anh luôn rồi còn gì nữa. Sau khi mà thấy anh không bị thương, tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra giúp anh lần nữa, kiên nhẫn giải thích. Không phải, em chỉ là không muốn anh đánh nhau thôi. Nhưng Cận Minh hiển nhiên không thể nào nghe được những gì tôi nói. Cậu chủ Cận gia cáu kỉnh nổi điên, đập phá phòng của tôi. Sau đó anh bỏ đi trong cơn thịnh nộ. Tôi từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đứng nhìn. Tô Khang muốn ngăn cản nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi đứng đó nhìn anh chút giận rồi nhìn anh rồi đi. Bóng dáng của người đàn ông dần dần biến mất ở trên hành lang. Một tiếng thở dài chậm rãi phát ra. Tô Khang đi đến trước mặt tôi, khẽ cau mày lên tiếng. Anh ta tính tình quá nóng nảy, tốt nhất là em nên tránh xa ra. Tôi muốn mỉm cười nhưng mà không thể cười được. Anh ấy không chỉ có vấn đề về tính cách mà còn có vấn đề về bệnh lý. Anh ấy mắc chứng hưng cảm. Vì điều này, bà Cận vốn luôn cứng rắn đã chọn cách im lặng mỗi khi mà tức giận với con trai của mình. Tô Khang sửng sốt hồi lâu không nói gì. Thay vào đó, anh ấy cúi xuống im lặng giúp tôi dọn dẹp. Cận Minh tức giận đập phá căn phòng làm sàn nhà trở nên bừa bộn. Trong căn phòng yên tĩnh, Tô Khang tự dưng hỏi tôi. Trong lòng em, thật sự coi anh là anh ruột của em sao?
Tôi bất ngờ một lúc và rồi tôi nhớ ra. Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, anh đã giải thích rằng tuy Tô Khang không có mối quan hệ huyết thống với tôi, nhưng trong mắt tôi... Tôi đã giải thích rằng tuy Tô Khang không có mối quan hệ huyết thống với tôi, nhưng trong mắt tôi, anh là anh trai ruột của tôi. Bây giờ tôi nghe anh hỏi thì ngước mắt lên nhìn. Tôi nhìn thấy trong tay anh là một con búp bê nhỏ rơi xuống đất. Trong đầu tôi nhớ đến lúc tôi còn nhỏ, anh đã đưa tôi đến công viên giải trí và gắp được nó. Tô Khang đứng bên cửa sổ, ngược sáng nhìn tôi. Anh mỉm cười dịu dàng và dường như cũng chỉ có biểu cảm dịu dàng này. Tôi biết anh chưa bao giờ cảm thấy an toàn vì xuất thân của mình, nên khi anh hỏi, tôi không một chút do dự gật đầu. Tất nhiên rồi. Tôi nhặt con búp bê khác rơi trên đất. Anh mãi mãi là anh trai của em. Anh khẽ cười một tiếng. Thật tốt. Sau đó anh không nói gì nữa mà cúi xuống nhặt những đồ vật vương vãi ở trên đất. Sắp tới là một ngày trọng đại đối với gia đình chúng tôi, là sinh nhật lần thứ 40 của bà Trương Vân Ánh. Bà ta trẻ hơn ba tôi rất nhiều, đã đi theo ông từ năm 18 tuổi. Sinh ra Tô Vân ở tuổi 20, bà ta ẩn mình trong ngôi nhà cũ nơi ba tôi thường ghé thăm mỗi khi mà đi công tác. Đây là sinh nhật đầu tiên của Trương Vân Ánh sau khi mà hai mẹ con họ vào nhà, nên ba tôi đặc biệt chú ý và hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Tôi cười thầm trong lòng, đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa. Trước kia, để làm hài lòng gia đình nhà ngoại, ba tôi đã bỏ rất nhiều công sức để tổ chức tiệc sinh nhật mỗi năm hai lần, một vào âm lịch, một vào dương lịch cho mẹ tôi. Đây đều là những việc làm thường ngày của ông để lấy lòng phụ nữ. Tôi không muốn đi, nhưng Trương Vân Ánh và con gái của bà ta đã liên tục yêu cầu ba tôi, ép tôi phải đến. Tôi phải xuất hiện để mà gửi lời chúc mừng đến dì Trương. Nghe đúng là buồn nôn, nhưng tôi vẫn đồng ý, bởi vì sau khi mà suy nghĩ lại thì ba tôi nói đúng. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của dì, nếu tôi không đến tặng một món quà thì không phải phép cho lắm. Trong bữa tiệc sinh nhật, hàng chục người trong gia đình ruột thịt của Trương Vân Ánh đã tham gia. Không may thay, mặc dù theo ba tôi và đã khá lên nhiều về vật chất theo năm tháng, nhưng gia đình họ vẫn không thể nào thay đổi, kém cỏi, ồn ào và vô học. Không phải là tôi phân biệt gì, chỉ là sự thật như vậy thôi. Hôm nay bọn họ đều mặc quần áo cao cấp vừa chuẩn bị. Mỗi người trong số họ trông rất uy nghiêm, khí thế. Thực sự giống con gà trống lớn mà ba tôi nuôi ở quê khi tôi còn nhỏ. Tôi ngẫu nhiên chọn một nơi vắng vẻ và uống ly rượu một mình. Không muốn mất nhiều thời gian để sự thanh tịnh này. Không mất nhiều thời gian để sự thanh tịnh này bị phá vỡ. Theo sau Tô Vân là một người phụ nữ trang điểm đậm. Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, gần như không nhận ra đây là em họ của Tô Vân. Hai người họ mặc váy được thiết kế riêng, nhìn tôi đầy khiêu khích. Chị em họ bắt đầu chế nhạo tôi rồi che miệng cười. Tô Ngọc Hân, không ngờ em lại trông thế này, em ăn mặc rách rưới quá. Tô Vân không một chút do dự tiếp tục nói. Đúng vậy, loại tay nghề rẻ tiền này sẽ khiến Tô gia chúng ta trông xấu hổ. Nếu không đủ tiền thì em cứ nói với chị có hai bộ váy chưa mặc có thể tặng cho em cơ mà. Khi cô ta nói như vậy thì tiến gần về phía của tôi, nhìn tôi chằm chằm. Cô ta mỉm cười, giọng không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ để cho những người xung quanh có thể nghe thấy. Mà sao em không trang điểm? Chị sẽ gửi một ít son môi và những thứ mà chị không dùng đến đến phòng của em ngay. Đừng ngại, dù sao thì chị cũng đã dùng qua rồi. Tô Vân có vẻ quyết tâm hạ nhục tôi. Cô ta không lo lắng về việc người khác nghĩ rằng mẹ con họ ngược đãi tôi sau khi họ lên nắm quyền, vì những vị khách ngày hôm nay đều là bạn bè, đối tác kinh doanh của ba tôi. Cô ta nóng lòng muốn dẫm lên tôi để bản thân mình có thể tỏa sáng. Đáng thương thật đấy. Tô Vân không có mắt, lúc nào cũng chọn nhầm người. Tôi nhấp ngụm rượu, bình tĩnh trả lời. Không cần, tôi không bao giờ dùng loại mỹ phẩm rác rưởi đó. Nó sẽ làm hỏng khuôn mặt của tôi mất. Còn nữa, chị đúng là có con mắt tinh tường.
Bộ váy tôi đang mặc quả thực rất rẻ tiền, mua ở quán ven đường, một bộ là 50 tệ. Dù sao thì tham gia bữa tiệc sinh nhật cấp thấp như thế này, thật sự không đáng để mua quần áo cao cấp. Tay tôi cầm ly rượu, tay kia cởi váy ra, bình tĩnh. Tay kia cởi váy ra, bình tĩnh mỉm cười, nói thêm. Chiếc váy rẻ tiền này vừa vặn có thể tặng làm quà sinh nhật của mẹ chị. Công việc kinh doanh của tôi không lớn nhưng cũng đủ có tên tuổi. Những vị khách đứng hóng chuyện bắt đầu sôi nổi. Tô Vân và em họ cô ta tức giận đến tím mặt nhưng lại không nghĩ ra câu nào để phản bác. Cuối cùng chỉ biết chửi rủa tôi rồi rời đi. Tôi cong môi uống từng ngụm rượu nhỏ ở trong ly. Trò chơi này tôi chiến thắng hoàn toàn. Tuy nhiên đây chỉ là món khai vị mà thôi. Cuộc vui vẫn chưa chính thức bắt đầu đâu, chị gái à. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra một cách có trật tự. Khi mọi người có mặt, mời bạn nhảy vào bên trong, Tô Vân lại xuất hiện trước mặt tôi một cách đầy ám ảnh. Ở bên cạnh là một người đàn ông mặc vest, đi giày da. Nhìn qua mới ngoài 20, khuôn mặt khá đẹp, dáng người có chút không ổn. Bạn nhảy của em đâu rồi? Tô Vân vừa mới bị tôi vả mặt nửa giờ trước, đã không nhịn được mà chủ động nói chuyện với tôi nữa rồi. Cô ta giả vờ nhìn xung quanh rồi nói. À, không có ai mời em, có đúng không? Em gái, em đừng thất vọng, để chị giúp em chọn một người nhé. Từ đầu đến cuối, tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ta chỉ đạo diễn xuất. Tô Vân lập tức gọi mấy đứa con trai tới. Em gái, chọn một người nào đó làm bạn nhảy của mình đi. Tô Vân vừa dứt lời, đám đàn ông chán ghét lắc đầu. Không được, tôi không muốn. Đúng đấy, Tô Vân, cho dù không tìm được bạn nhảy, cô cũng không thể nào mang đến cho tôi một bà già như thế này chứ. Người cuối cùng còn biểu hiện tốt hơn, anh ta nắm chặt tay, tức giận nhìn Tô Vân. Đúng đấy, đây không phải là đang xúc phạm chúng tôi sao? Tôi nhìn mà có chút buồn cười. Tô Vân làm tôi quá thất vọng. Nếu đó là tất cả những gì cô ta có thể làm để mà chiến thắng tôi, thì đúng là cô ta còn quá non và xanh rồi. Tôi thấy vở kịch sắp kết thúc, châm điếu thuốc, vô tư cười lên tiếng. Đừng tranh cãi nữa. Cho dù cậu có đứng trước mặt tôi cũng không chọn đâu. Tôi lười nói gì thêm, vừa định hút thuốc, ở đằng sau đã chuyển đến một giọng nói. Em đang đùa anh đấy à? Anh thậm chí còn không tìm được bạn nhảy mà em lại đứng đây chọn người sao? Giọng nói này rất quen thuộc, không cần nhìn tôi cũng biết người đến là Cận Minh. Làm sao mà anh có thể đến đây cơ chứ? Bất chấp sự căng thẳng do anh gây ra, tôi nhanh chóng tỉnh táo và tiếp tục hút thuốc một cách bình tĩnh. Có điều vài giây sau, người đàn ông bước tới chỗ của tôi và giật điếu thuốc trên tay tôi. Con gái, bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Cận Minh hạ giọng nói nhẹ nhàng. Sau đó thì điếu thuốc mới châm đã nằm trong tay của anh rồi. Anh đặt tay lên vai tôi, lạnh lùng nhìn đám người đối diện. Hôm nay tâm tình của tôi rất tốt, mấy người nên biết điều đi. Những người kia vội vàng lẩn tránh. Sự xuất hiện của người đàn ông làm cho cả sảnh tiệc đều im lặng. Không lâu sau, bà tôi xuất hiện cùng vợ và con gái. Chồng ông khá tự hào. Có người của Cận gia đến dự tiệc sinh nhật của vợ, đủ để cho ông ấy khoe khoang suốt cả một tháng rồi. Cận Minh nể mặt tôi, miễn cưỡng gật đầu với ba tôi. Sau khi tiễn ba tôi đi rồi, anh buông tay, cắn môi, im lặng hồi lâu mới thấp giọng lên tiếng. Ngày hôm đó, anh đã không thể nào kiểm soát được, là lỗi của anh. Anh đã đến tất cả các cửa hàng nội thất trong thành phố và mua tất cả những món đồ mà anh đập hỏng của em. Anh cho người giao đến nhà em có được không? Nói xong, anh im lặng nhìn tôi, vẻ mặt thận trọng, không giống thiếu gia của nhà họ Cận đã từng đảo lộn cả thành phố. Tôi có chút xót xa, im lặng hồi lâu, tôi gật đầu. Được chứ, cảm ơn anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, thấy anh không đi vào trong sàn nhảy, ba tôi lập tức hủy buổi khiêu vũ. Vốn dĩ tôi đang ở trong góc riêng, nhưng sau khi Cận Minh đi đến, mọi người đều dồn tất cả sức lực lại đây. Tôi cảm thấy khó chịu nên vỗ vai anh thì thầm. Mọi người đều đang ở đây đấy, có muốn xem kịch lớn không?
Anh lúc nào cũng là người hiểu tôi. Chỉ trong một giây, anh đã phản ứng lại, cong môi mỉm cười. Được chứ? Dạo gần đây, anh có chút buồn chán. Vừa nói, anh vừa tắt điếu thuốc, lớn tiếng nói. Hôm nay là sinh nhật của cô Trương. Tôi và Tiểu Hân sẽ tặng cô một món quà lớn, có được không? Cận Minh vừa mở miệng, trong phòng tiệc lập tức im lặng. Ba tôi trông rất vui và cảm ơn tôi bằng một lời khen. Trương Vân Ánh trên mặt nở ra nụ cười, nhưng mà có lẽ trong lòng đang oán hận tại sao người đứng bên cạnh Cận Minh không phải là con gái cưng của mình mà lại là tôi. Sau vài giây im lặng, một đoạn video tự dưng được phát ở trên màn hình lớn. Đó là ý của ba tôi. Ông nhất quyết dựng màn hình lớn để mà xem ảnh của mình và Trương Vân Ánh. Tôi đã chuẩn bị video này nửa tháng rồi. Trong bộ sưu tập video có những bức ảnh không đứng đắn của ba tôi và dì Trương khi họ yêu thầm nhau. Và đoạn video ba tôi cùng mẹ tôi đến trung tâm mua sắm để ăn tối và vào trong phòng vệ sinh mây mưa cùng với Trương Vân Ánh. Âm thanh vô cùng sống động. Giọng nói của ba tôi vang lên. Bảo bối, anh yêu em. Vậy khi nào anh mới cho em danh phận đây? Giọng nói của Trương Vân Ánh vang lên sau đó. Ba tôi lại nói. Con hổ cái đó sắp mất mạng rồi. Em chờ một chút. Khi nào mụ ta mất mạng, anh sẽ cưới em, ngoan nhá. Em là người anh yêu hơn 10 năm rồi. Cảm ơn em đã rất vất vả, Vân Ánh. Thật ra, đôi khi em cũng nghĩ chúng ta lén lút thế này cũng vô cùng kích thích. Tôi quay đầu nhìn Cận Minh đang có chút sửng sốt, lặng lẽ chớp mắt. Tôi nói, thế nào, đủ kích thích không? Cận Minh nháy mắt với tôi, im lặng giơ ngón cái lên. Sau một thời gian ngắn bị sốc, ba tôi và Trương Vân Ánh cuối cùng cũng có phản ứng. Ba tôi vội vàng chạy tới, điều khiển màn hình, trong khi Trương Vân Ánh thì hét lên. Tắt nó đi, mau tắt nó đi. Tôi nhấp ngụm rượu, lặng lẽ thưởng thức vị cay lan xuống cổ họng. Đó là vở kịch hay thì làm sao có thể kết thúc sớm như vậy? Bọn họ không thể nào tắt đi. Mặc dù hai người đó đang phát điên vì lo lắng, mà các đoạn video và đoạn ghi âm ở trên màn hình vẫn cứ chỉnh chiếu. Bà tôi túm lấy người phục vụ, mắng anh ta. Anh chàng tội nghiệp, không biết tại sao máy tự dưng lại mất kiểm soát nữa. Trò hề này sẽ không kết thúc cho đến khi mà video kết thúc. Và người cha thân yêu của tôi, ngay cả trong lúc hoảng loạn, đã quên mất rằng tất cả những gì ông ta cần phải làm đó chính là rút phích cắm điện ra. Video cuối cùng cũng kết thúc. Hai người đó rõ ràng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Trương Vân Ánh tức giận muốn đến hỏi tội tôi nhưng đã bị ba tôi ngăn cản. Ba tôi đang muốn bảo vệ tôi sao? Tất nhiên là không rồi. Ông ta chỉ sợ Cận Minh đang đứng bên cạnh tôi mà thôi. Nhưng Cận Minh cũng là người thờ ơ khi xem náo nhiệt. Anh chỉ đứng cạnh tôi cùng ly rượu, nhìn xung quanh, nhướng mày rồi mỉm cười. Sau đó anh mới lên tiếng. Cô Trương, cô có hài lòng với món quà sinh nhật mà tôi cùng với Ngọc Hân tặng cô không? Trương Vân Ánh tức giận đến mức không nói thành lời. Nhìn sắc mặt của bà ta, người bà yêu thương của tôi không nhịn được nữa, liền kéo bà ta ra đằng sau trầm giọng. Cận thiếu, chúng tôi rất vinh dự khi mà cậu có thể đến dự tiệc sinh nhật của vợ tôi. Nhưng việc công khai đăng những video sai sự thật này có phải là quá đáng rồi không? Dù rất tức giận, nhưng ba tôi cũng không dám nổi cáu, trong lời nói vẫn phải dùng kính ngữ. Cận Minh giỏng tai lên, sau đó thì mới nói tiếp. Vợ sao? Tôi nghe không rõ nhỉ? Ý ông là người tình bên cạnh ông sao? Nghe thấy chữ người tình, sắc mặt của Trương Vân Ánh có chút tái nhợt. Cận Minh ủng hộ tôi và nói ra lời không thương tiếc, mỗi câu đều giống như tát vào mặt của bà Trương. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, cho đến khi mà anh lên tiếng. Anh vốn định đưa tôi đi, vừa mở miệng, đám người đó liền im lặng. Tiếng lầm bầm của Tô Vân cách đó không xa, chưa kịp dừng lại. Khi mà phòng tiệc tự dưng lại im lặng như vậy, cô ta nói hai từ, chó liếm. Những lời này rõ ràng đang nói về Cận Minh. Mà Tô Vân với khuôn mặt nhỏ nhắn đã lập tức tái nhợt. Cô ả tội nghiệp này chắc không ngờ rằng mọi người chỉ là tình cờ im lặng đúng lúc cô ta nhỏ giọng phàn nàn.
Cô ta vội vàng nói, giọng run run. Cận thiếu, tôi không nói anh đâu, tôi chỉ nói... Cũng không biết phải biện minh thế nào cho thoát tội nữa. Cận Minh nhìn chằm chằm Tô Vân 2 giây, sau đó ngẩng đầu uống hết rượu ở trong ly. Một tiếng vang giòn giã vang lên, ly rượu nổ tung, các mảnh vỡ văng lên bắp chân của Tô Vân, để lại một vết chất lỏng màu đỏ. Sau đó anh mỉm cười, nhìn xung quanh, bình tĩnh lên tiếng. Đúng vậy, tôi là con chó liếm của Tô Ngọc Hân. Những kẻ muốn bắt nạt cô ấy nên cân nhắc xem liệu mình có thể chịu được sự trả thù của tôi hay không đã. Nói xong, anh nắm cổ tay của tôi, kéo tôi rời đi. Cho đến khi mà tôi bước ra khỏi cửa phòng tiệc, ở đằng sau vẫn là sự im lặng. Cận Minh luôn là người đúng mực, vừa đi ra ngoài liền buông tay. Anh quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, để anh đưa em về nhà nhé. Ừ, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh sẽ kêu người giao đồ đến cho em. Ừ, anh tự mình lái xe. Khi thắt dây an toàn, anh di chuyển chậm rãi rồi quay đầu nhìn tôi. Tô Ngọc Hân, mẹ anh đã đến gặp em 1 tháng trước có đúng không? Tôi im lặng không dám trả lời. Bà ấy dùng Tô Khang để uy hiếp em, khiến em chia tay anh sao? Ừ, anh im lặng một lúc lâu. Khi anh lên tiếng một lần nữa, thiếu gia nhà họ Cận vừa rồi còn hống hách, thì giờ đây giọng nói đã trở nên run run. Thế cho nên em là vì Tô Khang mà không cần anh nữa sao? Mẹ anh bắt cóc cậu ta, em có thể đến tìm anh sẽ giúp em cơ mà. Anh có thể chống lưng cho em cơ mà. Vậy mà em đến cuối cùng lại chọn chia tay với anh sao? Cận Minh không khởi động xe, lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc sau, anh hít một hơi thật sâu rồi nói thêm. Nhìn anh này, Ngọc Hân. Tôi quay đầu nhìn anh. Không có sự tức giận hay la hét nào, anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Trong thoáng chốc tôi còn tưởng chúng tôi vẫn còn là người yêu của nhau. Anh tự dưng tỉnh táo trở lại, mở miệng hỏi tôi. Em vì bệnh của anh mà chia tay có đúng không? Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng ủy khuất. Tôi lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng đáp. Đúng vậy. Cận Minh bình thường chỉ cáu kỉnh, độc đoán, không có gì khác so với người bình thường. Nhưng mấy lần anh phát bệnh đều là do tôi. Vì tôi mà bị tổn thương, vì tôi mà mất kiểm soát. Nói tóm lại, những thứ có thể khiến cho anh trở nên bạo lực, thậm chí là suy sụp đều có liên quan đến tôi. Bác sĩ điều trị của Cận Minh từng nói riêng với tôi rằng tôi ở bên cạnh anh và việc kích thích liên tục sẽ chỉ khiến cho tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Bởi vì thiếu gia của nhà họ Cận, một người không quan tâm đến bất kỳ điều gì lại quan tâm quá nhiều đến một người như tôi. Hỏi xem tôi có vui được không chứ? Lại là một khoảng im lặng nữa, anh hỏi tôi. Còn có lý do nào khác không? Anh nhìn tôi một lúc, tiếp tục suy đoán. Anh hiểu tính tình của mẹ anh. Ngày đó em đi gặp bà ấy, em có bị làm khó gì không? Tôi không nói gì. Trên thực tế, nó còn hơn cả chữ làm khó. Ngày hôm đó, bà Cận mang theo rất nhiều vệ sĩ. Bà nhốt tôi trong một căn phòng ở một căn biệt thự hẻo lánh. Tôi tưởng mình là người khá thận trọng rồi, nhưng hóa ra tôi đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Cận phu nhân. Nếu cảnh sát không đến kịp vào ngày hôm đó, bà ta có lẽ đã trực tiếp lấy mạng tôi rồi. Còn điều gì có thể hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của một cô gái thì chắc là không cần phải nói thêm. Vì vậy, sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ suốt đêm và quyết định chia tay với Cận Minh. Không phải là tôi bốc đồng, cũng không phải là tôi bị Cận phu nhân đe dọa, cũng càng không phải vì căn bệnh của anh ấy. Vì tất cả những gì tôi đã trải qua trong căn phòng tối hôm đó mà thôi. Tôi đã khóc lóc, quỳ xuống van xin, mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Trước khi bà Cận được gả vào gia đình giàu có, bà ta được biết đến là một cô gái cùng với vô số thủ đoạn rất bẩn thỉu. Nếu cảnh sát đến muộn hơn, tôi chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của đám vệ sĩ kia. Dù đã tránh được chuyện bị làm nhục, nhưng mà sự sợ hãi cùng với những lời xúc phạm đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi không thể nào quên được. Chuyện này tôi không muốn nói cho Cận Minh biết. Sau khi nhớ lại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng lên tiếng. Nếu một ngày anh có thể kiểm soát được cảm xúc của mình,
Em sẽ nói cho anh biết lý do thực sự của việc chia tay. Giữa tôi và Cận Minh không có mâu thuẫn hay là hiểu lầm gì cả. Nhưng mà những gì mẹ anh làm với tôi ngày hôm đó, tôi không thể nào vượt qua. Một lúc lâu sau, anh mới vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói. Được rồi, anh hiểu rồi. Chuyện còn lại cứ để anh lo, không vội đâu. Nói xong, anh thu tay lại, khởi động xe. Không ai trong chúng tôi nói chuyện nữa trên đường đi. Tôi biết tại sao vừa rồi anh lại yêu cầu tôi nhìn mình. Là vì anh muốn xác nhận xem tôi có còn yêu anh không. Và tôi đã nhìn thẳng vào mắt của anh. Ánh mắt đã tố cáo tôi vẫn còn yêu anh. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc phải che giấu điều đó. Tôi không muốn giấu Cận Minh bất kỳ điều gì. Cuộc sống không phải là một trong những bộ phim thần tượng bi thảm với tình yêu đầy hiểu lầm sao? Tôi biết rằng mối quan hệ của tôi và anh không có gì sai trái. Chúng tôi chia tay chỉ vì tôi không thể nào chấp nhận những sự xúc phạm mà tôi trải qua mà thôi. Và nếu một ngày tôi có thể vượt qua thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh người đàn ông đó. Đêm hôm đó, gia đình tôi thực sự náo loạn. Hai mẹ con Trương Vân Ánh khóc lóc, cảm thấy bị đối xử không công bằng. Còn ba tôi thì liên tục mắng mỏ tôi. Ông ta gọi tôi là con sói mắt trắng, nói tôi là kẻ vô liêm sỉ, mấy năm nay mình nuôi ong tay áo. Tôi ngồi trên ghế im lặng lắng nghe, nghĩ rằng điều đó thật là buồn cười. Nuôi tôi sao? Năm tôi 8 tuổi, khi mẹ tôi về nhà ngoại, ông đã ngang nhiên đưa hai mẹ con Trương Vân Ánh về nhà. Hai người họ lên phòng trên lầu, trong khi Tô Vân lấy đồ chơi của tôi ở tầng dưới. Nửa giờ sau, hai người đi xuống lầu và ông ta tát tôi hai cái ngay trước mặt của Trương Vân Ánh vì cái tội tôi và Tô Vân đang giành đồ chơi. Năm tôi 18 tuổi, trong lễ trưởng thành, ông ta đưa Tô Vân đến giới thiệu với bạn bè rằng cô ta là con gái của mình. Trong bữa tiệc, Tô Vân đã bí mật hẹn hò với người bạn trai đầu tiên của tôi. Và khi tôi ném chiếc bánh kem vào mặt cô ta, ba tôi đã đẩy tôi xuống trước mặt mọi người, làm tôi ngã vào chiếc bánh kem. Chiếc váy công chúa của tôi dính đầy bẩn thỉu. Năm ngoái, mẹ tôi qua đời. Ông ta công khai đưa Trương Vân Ánh đến đám tang của mẹ. Ông ta tưởng rằng tôi không biết mẹ tôi đã tuyệt vọng và rồi tự vẫn chỉ vì đôi gian phu dâm phụ đó. Trước đêm mẹ tôi tự vẫn chính là ngày sinh nhật của bà. Ông ta đưa Trương Vân Ánh về nhà ngay sau khi mà mẹ tôi đi ngủ. Hai người đó đã thực sự làm chuyện 18 cộng ở trong phòng ngủ. Ông ta không biết rằng chứng mất ngủ của mẹ tôi càng ngày càng trở nên trầm trọng. Hai viên thuốc ngủ không đủ để cho mẹ tôi ngủ sâu. Vậy là mẹ tôi đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra trong phòng ngủ của mình. Ngày hôm sau, mẹ tôi bình tĩnh thức dậy, tắm rửa, làm bữa sáng cho tôi. Khi tôi đi ra ngoài, mẹ đã ôm tôi rất chặt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối qua và tôi cũng không nhận thấy có điều gì bất thường ở mẹ. Chỉ là vài giờ sau đó, tôi nhìn thấy cơ thể của mẹ tôi không còn hơi thở của sự sống. Tôi thoát ra khỏi ký ức, rùng cười. Người đàn ông ở trước mặt tôi càng nói càng tức giận. Ông ta đứng dậy mắng tôi và muốn ra tay. Không may thay, cái tát của ông ta thậm chí còn không chạm đến sợi tóc trên đầu tôi, thì vệ sĩ bên cạnh đã tóm lấy tay của ông ta đánh lại. Ba tôi loạng choạng lùi vài bước về đằng sau, suýt nữa ngã xuống đất. Đây là vệ sĩ của công ty tôi, người có trách nhiệm bảo vệ tôi và không quan tâm đến đối phương là ai. Tôi tốn rất nhiều tiền để thuê. Tôi nói với anh rằng chỉ cần bảo vệ sự an toàn của tôi thôi, còn ai muốn đánh tôi thì anh nhất định phải đánh trả. Kể từ khi mà xảy ra sự việc với bà Cận, tôi đã chi thêm nhiều tiền để thuê thêm hai vệ sĩ. Tôi không muốn phải trải qua những trải nghiệm bị lạm dụng một lần nữa. Bà tôi nhìn tôi mà sốc, trừng mắt nhìn vệ sĩ trước mặt, sau đó lại tức giận nhìn sang tôi, tay run lên. Tô Ngọc Hân, cô dám để cho một kẻ hèn hạ đánh ba mình sao? Tôi cười đáp. Tất nhiên là dám rồi. Nếu bây giờ ông mang dao đến đây lấy mạng tôi, thì tôi cá rằng vệ sĩ của tôi cũng sẽ tặng cho ông một nhát tương tự. Sao ông không thử xem? Điên rồi, đúng là điên rồi. Người ba thân yêu của tôi có vẻ rất tức giận. Ông lạnh lùng nhìn tôi, má sưng lên sau cái tát. Chồng ông hoàn toàn thất vọng về tôi.
Mày cút ra khỏi đây. Tao coi như không có đứa con gái là mày, Tô Ngọc Hân. Tôi có phải là một cô gái bông sen trắng mong manh đung đưa trong gió đâu. Từ nhỏ tôi đã biết hiền lành chẳng có lợi ích gì, mà nhạy cảm thì sẽ mất mạng sớm. Mẹ tôi tính tình kiêu ngạo, nửa đời nhạy cảm, cuối cùng lại kết liễu cuộc đời bằng tự vẫn đấy thôi. Sau khi mất đi, bà để lại cho tôi bài học lớn. Tôi nhấp ngụm trà ấm, mỉm cười lên tiếng. Có gì nhầm lẫn ở đây sao? Đây là căn nhà do mẹ tôi để lại, tôi cũng có một phần trong đó. Người phải ra ngoài là bà ta và đứa con ngoài giá thú của ông đấy. Con ngoài giá thú ư? Trương Vân Ánh lên tiếng, sắc mặt bà ta trở nên vặn vẹo. Lúc này đây, bà ta đã không nhịn được nữa, vẻ mặt đau khổ phàn nàn với ba tôi. Tôi đã ở bên cạnh ông nhiều năm như vậy, không danh không phận, chưa bao giờ phàn nàn. Bị người đời chửi mắng tôi cũng cam chịu. Bây giờ cuối cùng tôi cũng cưới được ông rồi, vậy mà Vân Vân và tôi vẫn bị đối xử như thế này đây. Tô Vân, đứa con gái ngoan của ông đó, bà ta hét lên. Vừa nói vừa lạnh lùng nhìn sang tôi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Thật sự mà nói, ta bây giờ là vợ của ông ấy. Tô Vân không phải là con gái ngoài giá thú. Nhà chúng ta là một gia đình ba người hợp pháp, hoàn toàn hợp pháp. Còn cô đã lớn rồi mà vẫn ăn bám ba mẹ mình là sao chứ? Càng nghe lại càng cảm thấy lố bịch. Tôi đặt tách trà xuống, ngước nhìn bà ta. Nếu như không có gì tốt đẹp để nói thì im miệng đi. Tôi đang nói chuyện với bố tôi, không đến lượt thứ tiểu tam cấp thấp như bà xen chân vào đâu. Bà tôi tức giận đến mức muốn xông vào đánh tôi. Ông nhìn bức tường vệ sĩ chắn trước mặt tôi thì cuối cùng lại nhịn xuống. Thấy bà tôi im lặng, Trương Vân Ánh bối rối đứng dậy rồi đi. Bà ta thực sự là loại không có não, kỹ năng kém. Điều duy nhất nổi trội đó chính là khả năng chịu đựng. Nếu không thì đã không đợi hơn 10 năm đạt đến đỉnh cao ở tuổi già thế này. Trước khi rời đi, Trương Vân Ánh nháy mắt với con gái Tô Vân, hai người cùng nhau lên trên lầu. Bà tôi tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay làm cho ông ta xấu hổ đến mức đi uống rượu ở đâu đó. Tôi lên lầu, dừng lại khi mà đi ngang qua phòng của Tô Khang. Cửa phòng anh không đóng, tôi liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy bộ vest trắng anh treo gần cửa. Tô Khang luôn mặc quần áo rất bình thường, vì sức khỏe cho nên gần như không bao giờ tham gia bất kỳ sự kiện nào. Tại sao anh lại chuẩn bị một bộ vest cơ chứ? Tôi đang suy nghĩ, Tô Khang vừa lúc từ trong phòng tắm đi ra, dùng khăn tắm trong tay lau lau mái tóc còn đang ướt của mình. Ngọc Hân, anh cười lên tiếng chào tôi. Tôi chợt hiểu ra lên tiếng. Anh có đi dự tiệc sinh nhật hôm nay không? Anh gật đầu rồi lên tiếng. Hôm qua anh tình cờ nghe được Tô Vân nói em không có bạn nhảy, muốn làm bẽ mặt em ở trong bữa tiệc, thế cho nên. Nhưng mà em có nhìn thấy anh đâu. Tôi cau mày nhớ lại. Anh mỉm cười đáp. Lúc anh chuẩn bị đến giải vây cho em thì lại thấy Cận Minh đến rồi. Anh nghĩ em không cần sự trợ giúp của anh nữa, cho nên anh đã quay về. Anh vừa nói vừa vuốt cho phẳng những nếp nhăn trên bộ vest trắng của mình. Hãy để dành nó cho bữa tiệc sinh nhật năm nay của em nhé, Ngọc Hân. Anh dừng vài giây, vẫn đang lau tóc, lặng lẽ nhìn tôi nói thêm. Tiệc sinh nhật năm nay của em, với tư cách là anh trai em, anh có thể mời em khiêu vũ có được không, Ngọc Hân? Câu hỏi này hơi buồn cười, nhưng mà tôi vẫn gật đầu. Chuyện nhỏ thôi mà, năm nay còn mấy tháng nữa mới đến sinh nhật của tôi. Nhưng sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, anh lại có vẻ rất vui vẻ. Tô Khang của ngày hôm nay có chút kỳ quái trong mắt tôi. Đến nửa đêm, căn biệt thự bốc cháy không rõ nguyên nhân, lửa cháy rất dữ dội. Những ngọn lửa khổng lồ trong nháy mắt bao trùm căn phòng của tôi. Tôi đang đứng dưới lầu, đang cuốn mình trong áo khoác của Tô Khang, cau mày. Nếu không có Tô Khang, có lẽ tôi đã không thể nào trốn thoát rồi. Ngọn lửa dường như đã bắt đầu ở cửa phòng tôi. Nó lan rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lan xuống tầng 1 rồi. Trương Vân Ánh và những người khác không thấy đâu cả. Tôi cau mày băn khoăn
không biết có nên vào để xem tình hình hay không, trong khi đám cháy ở tầng 1 không quá lớn. Tất nhiên là tôi không quan tâm đến sự sống chết của mẹ con Trương Vân Ánh. Có điều người đàn ông kia thì suy cho cùng ông ta cũng là ba của tôi. Sau khi do dự, tôi bước về phía cửa, tự giễu bản thân mình vì vẫn còn lòng thương hại dành cho ông ta. Thế nhưng vừa đi đến cửa, tôi đã nhìn thấy ba người họ bước ra. Trương Vân Ánh đi chân trần, trông có vẻ chật vật. Còn Tô Vân, người đang cõng ba tôi ở trên lưng, cũng xuất hiện. Tô Vân dáng người gầy gò, cõng ba tôi loạng choạng bước ra ngoài, trong khi ba tôi đang nằm trên vai cô ta. Không biết ông bị khói làm cho ngất đi hay là chưa tỉnh rượu nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, miễn làm sao ông ta không mất mạng. Ông ta uống rượu trước khi đi ngủ và hút thuốc rất nhiều, nên lúc đó ông ta bất tỉnh. Còn Tô Vân khi mà cố gắng cứu ba tôi, cánh tay bị bỏng nặng. Nghe được Tô Khang nói cho tôi biết tin tức này, tôi cũng rất ngạc nhiên. Mấy trò vặt vãnh của Tô Vân chỉ để lòe trẻ con thôi. Khi họ bước ra ngoài, ngọn lửa vừa lan xuống tầng 1. Hơn nữa, cả ba tôi và Trương Vân Ánh đều không bị thương. Tô Vân lại bị bỏng ở tay, trong khi tóc không cháy, mặt cũng không bẩn. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp mẫu giáo, không ai có thể bị trò này của cô ta lừa gạt. Vậy mà tôi không ngờ ba tôi, một người giàu mới nổi, lại thực sự tin vào điều đáng thương này. Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ ba. Ông nói có chuyện quan trọng cần thông báo, yêu cầu tôi đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Vì tò mò nên cuối cùng tôi cũng đến. Thế nhưng ngay khi mà chúng tôi gặp nhau, ông ta đã trịnh trọng tuyên bố: lần này cô con gái ngoan là Tô Vân của ông đã hy sinh mạng sống để cứu ông, thậm chí còn bị bỏng và sẹo ở trên cánh tay trái, khiến cho ông vô cùng cảm động. Ngược lại, đứa con gái là tôi, người đã sống chung dưới một mái nhà hơn 20 năm, lại từ chối cứu. Đó là một sự tương phản vô cùng rõ rệt. Chính vì vậy, ông đã công chứng tài sản của mình, thậm chí là còn viết luôn di chúc. Toàn bộ tài sản của ông sẽ được để lại cho con gái của Trương Vân Ánh, Tô Vân. Còn tôi là con gái lớn, chỉ có thể lấy đi 8.625 nhân dân tệ của ông ấy. Ở trên giường bệnh, Tô Vân vẫn còn đang giả vờ: ba, tay con không sao đâu. Thực ra lúc đó con không nghĩ ngợi gì cả. Con chỉ nghĩ rằng ba đang gặp nguy hiểm cho nên mới chạy tới. Còn Ngọc Hân của chúng ta lúc đó mặc dù không quan tâm đến ba, nhưng mà em ấy vẫn là người của Tô gia chúng ta mà. Nếu như để lại cho em ấy mấy ngàn tệ vậy thì... Ba tôi lên tiếng, giọng khàn khàn, liếc nhìn Tô Vân đầy trìu mến. Vân Vân, đừng nói thay con bé nữa. Ba thực sự rất đau lòng khi mà đã nuôi một con sói mắt trắng hơn 20 năm đấy. Nói đến đây, vẻ mặt của ông ta trở nên lạnh lùng. Không cần phải nói gì hết, di chúc đã lập xong rồi, sẽ không thay đổi nữa. Khi ông nói như vậy, ông nhìn tôi đầy căm ghét. Có vẻ như ông mong đợi nhìn thấy biểu cảm nào đó trên khuôn mặt của tôi, ví dụ như là sự thất vọng, hối tiếc hay là giận dữ. Đáng tiếc lại khiến cho ba tôi thất vọng rồi. Tôi thậm chí lại còn muốn cười cơ. Chỉ để kích thích tôi, bọn họ đem di chúc và cho tôi xem công chứng tài sản. Không ngờ sau khi mà lén lút chu cấp cho hai mẹ con Trương Vân Ánh và Tô Vân nhiều năm như vậy, tất cả những gì ba tôi có thể để lại là 20 triệu tệ. Tất nhiên vẫn còn cổ phần ở một số công ty. Nhưng sẽ thật buồn cười nếu chỉ dựa vào những điều này mà khiến tôi phải hối hận. Tôi kéo ghế sang một bên ngồi xuống. Dù sao ông cũng ở cùng mẹ nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ có thể để được như thế này thôi sao? Số tài sản bé nhỏ này của Tô gia thật sự không xứng đáng cho tôi ngó đến. Rồi tôi lại quay đầu nhìn Trương Vân Ánh cười khẩy. Còn bà làm nhân tình của ba tôi 20 năm, sinh ra một đứa con gái ngoài giá thú mở ám. Con gái của bà còn bị bỏng một tay. Cuối cùng là vì chuyện này sao? Ông không biết rằng khi mẹ tôi qua đời, bà đã để lại cho tôi một công ty và tài sản thừa kế 9 chữ số sao? Nhìn biểu cảm lúc này của ba tôi mà xem. Trông vô cùng vừa ý tôi. Giọng điệu của ông ta tự dưng cao lên. Công ty sao? Mẹ cô không đi làm
lấy đâu ra công ty chứ? Nhắc đến chuyện này, tôi lại càng cảm thấy buồn cười hơn. 20 năm chung sống, ông lại chuyên tâm nuôi gái bên ngoài, thì làm sao có thể biết mẹ tôi đã làm cái gì nào? Nhắc mới nhớ, chắc là ông đã quen thuộc với công ty này đấy. Chính là công ty Nguyên Dương, áp chế Tô Thị về mọi mặt là do mẹ tôi thành lập, cũng là công ty đối thủ của Tô Thị. Về phần người chủ tịch thần bí của Nguyên Dương rất ít xuất hiện, thì chính là mẹ tôi của trước kia, còn hiện tại là tôi. Mẹ đã chuẩn bị món quà này 20 năm rồi, hôm nay tôi sẽ đích thân mở ra tặng cho ông. Sao, ông có ngạc nhiên không? Tôi mỉm cười lên tiếng, nhưng trong mắt là sự vô cảm. Nhắc đến công ty Nguyên Dương, tôi luôn luôn nghĩ đến mẹ mình. Bà là người phụ nữ tỉnh táo nhất mà tôi từng gặp, và cũng là người phụ nữ ngu ngốc nhất. Mẹ là một người phụ nữ cực kỳ kiêu hãnh và vô cùng thông minh. Ngay từ khi mà phát hiện chồng ngoại tình, qua một số manh mối mẹ đã nhận ra, và thậm chí còn đến gặp Trương Vân Ánh. Thế nhưng dù kiêu ngạo, mẹ cũng không gây rắc rối như những người phụ nữ khác, bà chọn im lặng. Đồng thời bà hiểu rằng có một ngày nào đó bà tôi sẽ thất bại, bà đã bí mật mở công ty không nói với ông, bắt đầu tiết kiệm tiền cho con gái là tôi. Mọi thu nhập sau khi mà công ty chia cổ tức sẽ được giữ nguyên cho tôi. Bà một tay thành lập công ty Nguyên Dương và phát triển nó, gây áp lực lên công ty của ba tôi là Tô Thị về mọi mặt. Bà được cho là tỉnh táo bởi vì khi mọi người cho rằng mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp bị giam giữ trong bóng tối, bà đã âm thầm lập kế hoạch hơn 10 năm, cố gắng hết sức đảm bảo cho tôi cuộc sống tốt. Bà cũng bị cho là ngu ngốc bởi vì bà bị phản bội hơn chục năm mà lại không buông bỏ. Trước hết là không ly hôn vì tôi, thứ hai là bởi vì bà thực sự yêu người đàn ông này, kẻ đã làm cho bà thất vọng suốt cả cuộc đời. Mẹ tôi lớn lên với chiếc thìa vàng trong miệng, bà kiêu ngạo bướng bỉnh, không ai có thể hiểu được bà, bao gồm cả tôi. Mẹ tôi không biết mình đã làm gì để có thể giữ lòng kiêu hãnh, đồng thời bí mật lên kế hoạch cho con gái của mình. Bà vẫn đợi ba tôi quay đầu. Mẹ tôi đặt cược cả cuộc đời của mình vào việc liệu ba tôi có quay lại hay không. Nếu ông trở về, mọi người sẽ vui mừng. Mẹ tôi sẽ lấy công ty Nguyên Dương làm quà chào mừng ông về với gia đình. Chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại như một gia đình hạnh phúc. Nếu ba tôi không bao giờ quay lại thì bà sẽ thất bại. Và ngay cả khi mà bà thất bại, Nguyên Dương và số tiền gửi khổng lồ trong thẻ ngân hàng sẽ là sự bảo vệ mà bà dành cho con gái là tôi. Tôi đã không biết điều này cho đến khi mà mẹ tôi qua đời. Có đôi khi, ngay cả trên cương vị là con gái ruột, tôi cũng không hiểu sao mẹ lại chọn cách khó khăn như vậy. Mẹ biết tất cả những lời dối trá, phản bội, nhưng vẫn giữ lòng kiêu hãnh của mình, không quan tâm, chỉ hỏi thăm và gây rắc rối, lên kế hoạch và làm mọi việc trong âm thầm. Sau khi nói xong tất cả, tôi đứng dậy. Tôi không đến đây tay không, nên coi như là một món quà nhỏ dành tặng cho ông đi. Các người cứ sống một nhà ba người hạnh phúc với nhau, đừng ra ngoài làm hại người khác. Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi. Ra đến cửa, tôi quay lại, liếc nhìn Trương Vân Ánh, người vẫn đang chưa hết bàng hoàng đứng đó. Nhân tiện, mẹ tôi cũng có cổ phần trong công ty của Tô gia, và bà ấy đã chuyển nhượng cổ phần của bà cho tôi rồi. Tôi cũng đã mua thêm một số cổ phần từ các cổ đông nhỏ lẻ. Đáng tiếc, bây giờ tôi vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty. Lão già kia chỉ là đang muốn vẽ tranh cho bà mà thôi. Lão ta già rồi, là một kẻ cặn bã, không chung thủy. Hai người đúng là một đôi hoàn hảo đấy, Trương Vân Ánh. Trước khi tôi kịp nói xong, bà tôi đã mắng tôi, bảo tôi cút ra ngoài. Tôi mỉm cười, rồi bước đi không một chút nào do dự. Sau khi biệt thự bị thiêu rụi, tôi và Tô Khang chuyển đến một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố. Thế nhưng ngày tôi chuyển đi, Cận Minh đã gõ cửa nhà tôi, kéo theo mấy chiếc vali to đùng. Người đàn ông này đứng trước cửa nhà tôi van xin được vào trong. Tôi hỏi anh có chuyện gì xảy ra, nhưng Cận Minh đã trực tiếp chuyển những chiếc vali vào trong nhà, chỉ nói rằng
xem tin tức ở trên mạng đi. Tôi mở điện thoại, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cái gì mà thiếu gia nhà họ Cận công khai cắt đứt mối quan hệ với gia đình chứ? Tôi liếc nhanh, nắm lấy tay áo của anh. Cận Minh quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp. Ngọc Hân, anh biết lý do tại sao em chia tay với anh rồi. Anh đã biết tất cả mọi thứ rồi. Anh chỉ nói thêm vài câu, không nói thêm gì nữa, im lặng chuyển hành lý vào trong nhà. Tôi còn chưa kịp gật đầu thì người đàn ông này đã chuyển hành lý của mình sang phòng cạnh phòng ngủ của tôi. Tô Khang lúc nào cũng biết cách tránh khỏi bị nghi ngờ. Ngày hôm qua khi mà chuyển đến, anh ấy đã chọn căn phòng cách xa tôi nhất. Thấy như vậy, Cận Minh có vẻ rất hài lòng. Anh còn khoác vai của Tô Khang, nói rằng buổi tối sẽ mua cho anh 2 ly rượu. Tôi muốn mắng anh ấy, nói rằng Tô Khang không thể nào uống rượu. Nhìn hai người đang vui vẻ trước mặt, tôi lại có chút buồn cười. Tô Khang trầm mặc, Cận Minh thì độc đoán, ồn ào. Hai người họ rất hòa hợp với nhau. Tôi không đưa ra lời khuyên nào với Cận Minh hay là yêu cầu anh phải về nhà. Tôi không thích đạo đức giả và sẽ không nói ra những điều vô nghĩa kiểu như anh đừng vì em mà gây xích mích với gia đình. Mẹ của anh cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Vì lợi ích của anh nên hãy về nhà đi. Đó là lời của thánh nhân. Còn tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không thể nào bỏ qua những điều mẹ anh đã làm với tôi để buộc chúng tôi phải chia tay. Cận Minh tuy rằng có chút nóng nảy nhưng anh cũng trưởng thành rồi. Anh có quyền quyết định mọi chuyện cho bản thân mình. Việc hòa hợp với gia đình hay là chia tay tùy anh quyết định. Tôi tôn trọng anh và cũng không tham gia. 1 tháng sau, ba tôi đến tìm. Ông mang rất nhiều món ăn vặt mà ngày xưa tôi thích đến gặp tôi. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng không có việc gì thì sẽ không ôm chân Phật đâu. Ba tôi dường như cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình rất tốt. Đầu tiên, ông nhìn xung quanh căn hộ của tôi, xem là có ai ở nhà nữa không. Sau đó ngồi trên ghế sofa, không ngừng nói về việc những ngày qua ông lo lắng cho tôi như thế nào. Thỉnh thoảng sẽ nói vài chuyện quá khứ. Còn tôi cầm ly nước chanh, tựa người vào sofa nhìn ông, cố gợi sự đồng cảm trong tôi. Sau gần nửa giờ chuẩn bị, cuối cùng thì cũng đi vào thẳng vấn đề chính rồi. Con có thể từ bỏ cuộc đấu thầu sắp tới cho công ty chúng ta được không, Ngọc Hân? Chúng ta ư? Công ty sao? 1 tháng trước, ba tôi, người yêu cầu công ty lấy lại cổ phần của tôi, giờ đổi ý nói rằng ông muốn tôi nhường đấu thầu cho công ty. Và việc đấu thầu mà ông đang nói đến, tôi biết. Gần đây có một dự án kinh doanh, đó là cơ hội tốt cho Nguyên Dương và Tô Thị của ba tôi. Thấy tôi không lên tiếng, giọng nói của ông lại dịu dàng vang lên. Ngọc Hân, bà biết con vẫn còn buồn vì chuyện trước đây. Thật ra lúc đó bà cũng rất tức giận. Trong lòng ba, con là con gái lớn của ba. Chúng ta sống với nhau hơn 20 năm rồi. Con là người thân thiết nhất với ba. Sự thờ ơ của con lúc đó khiến cho ba tan nát cõi lòng. Sau này chính dì Trương của con đã nói với ba rằng thực ra con định chạy vào cứu ba rồi. Ba biết rõ điều đó. Dì đã đổ lỗi sai cho con. Khi nói ra điều này, ông nắm tay tôi, mắt đỏ hoe. Bà biết những năm qua bà đã nợ hai mẹ con rất nhiều. Sau này ba sẽ bù đắp cho con nhiều hơn, cùng với phần của mẹ con nữa, có được không? Ông còn nói nhiều hơn nữa. Đúng như mong đợi ở ba ruột của mình, ông biết cách nói những điều khiến cho tôi cảm động nhất. Ông nhìn tôi với con mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Con hiểu rồi, ba đừng lo lắng. Tôi lên tiếng, nắm tay ông thật chặt thì thầm nói ra một lời hứa. Khi mà chuẩn bị rời đi, ông liên tục yêu cầu tôi chuyển về nhà cùng với bọn họ và tôi cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, để con thu dọn đồ đạc, 2 ngày nữa con sẽ quay về. Ba tôi sau đó đã quay về với tâm trạng nhẹ nhõm. Tôi vô cảm lau nước mắt trên mặt và gọi điện. Dốc toàn lực cho cuộc đấu thầu tuần tới, đảm bảo phải giành chiến thắng cho tôi, thư ký Trần. Trước tấm gương dài, tôi nhìn mặt mình ở trong gương. Cảm xúc trong mắt đã biến mất khi cánh cửa kia đóng lại. Thực ra thì có đôi lúc tôi cũng tự hỏi
Tại sao mẹ tôi, một người thông minh như vậy, lại hết lòng vì ba tôi đến thế? Yêu đương đúng là làm cho con người ta mù quáng mà. Ba tôi thực sự tin rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện của hơn 20 năm chỉ vì một vài câu an ủi giả tạo của ông ta sao? Sống đến từng tuổi này rồi mà ba tôi vẫn còn non và xanh thế nhỉ? Quá ngây thơ. Một tuần sau, ba tôi phát điên gọi điện thoại cho tôi. Còn tôi thì vừa trúng thầu, đang bận rất nhiều công việc, làm sao mà có tâm trạng để ý đến ông ta giận dỗi cái gì cơ chứ? Thất bại trong cuộc đấu thầu này là một đòn giáng mạnh và Tô Thị gây ra nhiều tổn thất. Trương Vân Ánh và ba tôi vì vậy mà cãi nhau. Tôi ngồi trong phòng chủ tịch, nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Nếu không có gì thay đổi thì Trương Vân Ánh sẽ lại mang theo đứa con gái bé bỏng của mình đến để mà gây rắc rối đây. Thế nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là đã 2 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn rất bình yên. Bà tôi không gọi cho tôi nữa, cả bà Trương cũng không bao giờ gọi cho tôi. Có điều tôi đánh giá thấp sự tàn nhẫn và ngu ngốc của Trương Vân Ánh. Bà ta không đến gặp tôi. Nhưng vào ngày thứ ba, sau khi thắng đấu giá, tôi đang đi xuống cầu thang của công ty thì có ai đó ném một vật từ trên cao xuống và một chậu hoa nặng rơi xuống trước mặt của tôi. Các mảnh vụn bắn tung tóe, sau đó ghim vào bắp chân của tôi một cách nghiêm trọng. Tôi vẫn ổn, có điều tôi bị sốc. Việc quản lý tòa nhà thương mại này rất nghiêm ngặt và việc ném vật thể ở độ cao chưa từng xảy ra trước đây. Hơn nữa, nó diễn ra ngay sau khi mà cuộc đấu giá của tôi kết thúc. Đây không phải là tai nạn, nhiều khả năng là một vụ cố tình lấy mạng người. Mặc dù vậy, tôi có một số nghi ngờ về việc ai sẽ ra tay một cách ngu ngốc thế này. Tôi thậm chí còn gọi cảnh sát, nhưng bởi vì không có thương vong nên cảnh sát chỉ tiến hành lục soát các tầng mang tính tượng trưng, cuối cùng không tìm ra hung thủ nên bỏ cuộc. Tôi thì không chịu từ bỏ, bởi vì một số nhân viên của công ty báo rằng vào buổi chiều có người đã nhìn thấy Trương Vân Ánh cải trang bước vào trong tòa nhà công ty chúng tôi. Nguyên Dương và Tô Thị vốn là đối thủ nổi tiếng của nhau. Bà Trương là bà chủ của Tô Thị, cho nên một số nhân viên trong công ty chúng tôi biết bà ta. Thật là trùng hợp, hệ thống giám sát trong tòa nhà của chúng tôi đã bị hỏng vào 2 ngày qua. Tôi vẫn tìm thấy đủ bằng chứng thông qua các phương tiện khác. Sau khi sao chép bằng chứng vào USB, tôi gọi cho Trương Vân Ánh trước khi mà đến đồn cảnh sát. Dì Trương, ngày đó dì không lấy mạng tôi, chẳng phải là đáng tiếc sao? Trương Vân Ánh im lặng một lúc rồi phủ nhận. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi bật cười. Bà không cần giả vờ, tôi đã tìm ra chứng cứ rồi. Chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát đi. Sau đó tôi tắt máy. Tôi vừa mới nhờ thư ký Trần mua cho mình cốc cà phê trước khi đi. Uống xong cà phê chuẩn bị ra ngoài thì đụng phải ba tôi. Trên hành lang vắng vẻ, ông chạy tới, trông mệt mỏi, thở hổn hển. Tô Ngọc Hân. Ông nhanh chóng bước đến chỗ tôi, cau mày. Dì Trương thực sự làm chuyện đó sao? Đúng vậy. Tôi siết chặt USB trong tay. Là bà ấy. Ba, người phụ nữ mà ba cưới thật là độc ác. Nếu lúc đó thực sự con bị bà ta đập trúng thì chắc chắn con đã mất mạng rồi. Bị chậu hoa rơi trúng đầu nặng nề đến mức nào chứ? Nếu nó thực sự đập vào đầu tôi, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội để sống sót. Bà tôi có vẻ sửng sốt. Sao có thể? Vừa nói, ông ta vừa lấy ổ USB từ tay tôi. Dù có thế nào đi nữa, bà ấy cũng sẽ không bao giờ lấy mạng con. Ta không tin, để ta xem trước đã. Tôi còn chưa kịp phản ứng, ổ USB đã bị lấy đi rồi. Đúng lúc này, chiếc USB bị ném mạnh xuống đất. Sau đó, ba tôi dùng tất cả sức lực của mình dẫm lên nó. USB đã bị hỏng, giống như chính trái tim của tôi vậy. Ba! Tôi chạy tới ngăn ông lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có bằng chứng cho thấy Trương Vân Ánh đã thả chậu hoa xuống định lấy mạng con, đừng dẫm lên như vậy. Nhưng mà khi tôi nói điều này, ông lại càng dẫm mạnh hơn. USB đã bị nghiền nát. Tôi nắm chặt cổ tay của ba tôi. Ba!
Bà biết Trương Vân Ánh muốn hại con, nhưng mà sợ con đưa mụ ta vào tù, thế cho nên bà đến đây để tiêu hủy chứng cứ, có đúng không? Bằng chứng đã bị tiêu hủy và ba tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Ngọc Hân, mày thật sự làm tao thất vọng. Lần trước tao đến cầu xin mày, mồm thì thề thốt, nhưng mà sau lưng lại cướp đi dự án của Tô Thị. Trong một tia cảm xúc hiếm hoi, tôi hét lên. Thế cho nên, ông đã biết tất cả. Biết chậu hoa là do bà ta thả xuống. Ông biết bà ta cố tình sát hại tôi. Ông biết hết, nhưng vẫn lựa chọn bảo vệ bà ta. Bà tôi khịt mũi lạnh lùng. Đúng, tao biết hết. Bây giờ mày có bị làm sao đâu nào. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu vẫn muốn tao coi mày là con, thì tốt nhất nên ngậm miệng vào. Ông ta cúi đầu xuống, nhặt chiếc USB bị hỏng trên mặt đất lên, xem xét và ném nó vào trong thùng rác. Tôi lặng lẽ nhìn ông ta. Nếu tôi không im miệng thì sao? Bằng chứng không còn nữa, mày đừng tiếp tục gây rắc rối. Tôi cười lớn, chỉ vào màn hình phía trên đầu. Ba, để tôi kể cho ba nghe hai bí mật nhé. Bí mật thứ nhất, camera giám sát trên đầu tôi đã được sửa chữa. Những gì ông vừa nói đều được ghi lại rồi. Thứ hai, thật ra thì tôi cũng chưa tìm được bằng chứng nào cả. Cảm ơn ông đã tự mình cung cấp cho tôi bằng chứng thuyết phục như vậy. Nói xong, tôi vỗ tay. Hai vệ sĩ từ trong góc đi ra. Một người lấy camera giám sát, một người đứng đằng sau lưng tôi. Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người này đã già rồi, không còn tinh thần phấn chấn như tuổi trẻ, dường như đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Sau khi đắm chìm trong tình yêu mục nát cùng với Trương Vân Ánh nhiều năm như vậy, phản ứng của ông ta dường như chậm hơn rất nhiều. Mãi đến lúc sau, ông ta mới bừng tỉnh khi mà bị lừa một lần nữa. Vẫn là những lời nói sáo rỗng, ông ta mắng tôi, vẫn gọi tôi là con sói mắt trắng, gọi tôi là kẻ vô tâm. Nhưng mà lần này còn gọi tôi là con khốn, nói rằng người phụ nữ tâm cơ như tôi chắc chắn không phải là con gái ruột của mình. Còn nói chắc chắn mẹ tôi lăng nhăng ở bên ngoài mới sinh ra tôi, để cho ông ta làm ba bao nhiêu năm uổng công. Ông ta còn nói với gen tốt của mình, đứa con gái mà ông ta sinh ra chắc chắn sẽ hiền lành, hiểu chuyện giống như Tô Vân, chứ không phải là một kẻ khốn nạn, vô tâm như tôi. Tôi lặng lẽ nghe ông ta mắng, cuối cùng thì nhẹ nhàng hỏi. Ông mắng chửi đủ chưa? Đối diện với tôi, người đàn ông đó vừa mắng vừa thở hổn hển, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận, đầy ghê tởm. Nếu mắng tôi đủ rồi, thì ra khỏi đây và quay lại chuẩn bị đồng phục tù nhân cho Trương Vân Ánh ngay và luôn đi. Hơn nữa, ông nói không sai. Chúng ta thật sự chẳng có mối quan hệ gì với nhau. Từ nay trở đi, chúng ta cắt đứt mối quan hệ cha con. Cho dù ông có mất mạng hay là tôi sống, đều không liên quan gì đến nhau. Bà tôi giận dữ, nói rằng ông sẽ coi con gái lớn của mình như đã mất mạng. Thành giao. Ông ta bỏ đi, nhưng mà khi đến cuối hành lang, tự dưng dừng lại và cuối cùng cũng tỉnh táo. Mày nói, hoặc là tao mất mạng, hoặc là mày sống ư? Dù thế nào đi nữa, người mất mạng cũng là tao, có đúng không? Tôi mỉm cười, rồi quay người bước vào trong văn phòng. Cánh cửa đóng lại một cách nặng nề, cắt đứt mọi thứ với thế giới bên ngoài. Tôi đã tống Trương Vân Ánh vào tù như tôi mong muốn. Thật không may, bà ta chỉ bị kết án 3 năm tù. Cố tình ném vật từ trên cao xuống mà không gây thương tích thì bị coi là tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng bằng phương tiện nguy hiểm và bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm. Nhưng một nửa những gì tôi nói khi mà cắt đứt mối quan hệ với ba tôi đã thành sự thật. Không biết là vì tức giận hay là vì lý do nào khác mà một tháng sau khi Trương Vân Ánh bị cầm tù, ba tôi tự dưng nhập viện. Tôi nghe nói nó có chút nghiêm trọng, nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi không biết vì tôi đã không đến. Chúng ta đã nói rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau cho đến khi nào mất mạng, nên tôi phải giữ lời hứa. Cận Minh và Tô Khang sống chung dưới một mái nhà, hài hòa đến lạ lùng. Anh đang nghiêm túc điều trị bệnh tật của mình rồi.
Thức ăn được giao đến tận nhà tôi mỗi ngày, nhưng mà Tô Khang không tin tưởng người khác nên tự nguyện nấu ăn cho chúng tôi một ngày ba bữa. Tô Khang nấu ăn rất ngon. Chỉ trong 2 tháng, Cận Minh và tôi đã trưởng thành hơn. Điều hiếm hoi hơn nữa là Cận Minh và Tô Khang có một mối quan hệ rất tốt. Tô Khang vốn hiền lành, cho dù Cận Minh thỉnh thoảng mất bình tĩnh cũng sẽ không quan tâm. Sau khi cười, sẽ pha cho anh một cốc nước mật ong. Tính tình của Cận Minh đã bị Tô Khang làm dịu đi phần nào. Theo lời của anh thì giống như đấm vào bông. Thời gian qua, bà Cận đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho con trai của mình, thậm chí còn đến gặp anh một lần, cùng với cô gái lần trước ở bên cạnh. Thế nhưng hai người còn chưa kịp bước vào đã bị Cận Minh đá ra ngoài. Anh lười biếng dựa vào cửa, vô tình chặn lối đi. Trở về đi, bà biết tính tình của tôi rồi đấy. Từ lúc bà làm chuyện đó với Ngọc Hân, chắc hẳn bà biết rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại đó. Bà Cận vốn luôn luôn độc đoán, mắt đỏ hoe lên tiếng. Con thật sự muốn bỏ mẹ và ba để chạy theo một người phụ nữ xa lạ, có đúng không Minh Minh? Anh gãi tai lên tiếng đáp. Không phải bà còn có anh trai tôi sao? Anh ấy được bà huấn luyện rất tốt và có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bà. Giọng điệu của anh trở nên lạnh lùng một chút. Hơn nữa, bà đừng hiểu lầm. Không phải tôi vì Ngọc Hân, mà là bởi vì bà đã tấn công Ngọc Hân. Bà đã bỏ qua sự tồn tại của tôi. Bà chỉ coi tôi là món đồ chơi, muốn tất cả mọi thứ phải tuân theo ý muốn của mình. Nếu tôi bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì, bà sẽ cố gắng để mà phá hủy nó. Với đồ vật cũng vậy, mà với con người cũng vậy. Nói xong, anh liếc nhìn cô gái đang định lên tiếng hòa giải, cau mày. Lần trước, tôi còn có thể cho rằng cô bị mẹ tôi ép đến đây. Bây giờ cô thật sự muốn tôi trực tiếp ném vào mặt những lời tổn thương sao? Mẹ tôi thích cô cũng vô ích thôi. Chuyện hôn nhân của tôi không ai có thể quyết định được. Trở về đi, nếu cô thật sự thích nhà của tôi, cô có thể đi tìm ba tôi. Chỉ cần gì bên cạnh không ngại là được rồi. Anh nói xong thì đóng sầm cửa. Ngoài cửa chỉ còn hai người phụ nữ nhìn nhau. Tôi tưởng rằng với tính khí của bà Cận thì bà sẽ chửi rủa 300 lần trước khi rời đi. Nhưng một điều kỳ lạ đó chính là ngoài cửa yên tĩnh, thậm chí còn không có một tiếng động nào. Sau khi đóng cửa lại, Cận Minh bước đến gần tôi, tự cằm trên vai tôi, rụi rụi vào cổ tôi giống như con cún lớn. Vừa rồi biểu hiện của anh thế nào? Tôi không nói gì cả. Cận Minh sau đó làm nũng, bắt buộc tôi phải khen ngợi một câu. Cuối cùng thì anh không hề nương tay hôn tới tấp, còn tôi lại cảm thấy buồn cười. Anh nhìn thấy Tô Khang đang đứng ở cửa ban công, mang hai bộ quần áo đã được phơi khô, nhìn Cận Minh và tôi. Thấy tôi nhìn sang, Tô Khang mỉm cười nhẹ nhàng. Bộ quần áo này còn chưa khô đâu. Sau đó thì quay người đi ra ban công. Tô Khang thậm chí còn đóng cửa lại nữa. Một ngày nọ, khi mà tôi về nhà, Cận Minh mang cho tôi một tin tức chấn động. Anh nói rằng Trương Vân Ánh không chỉ qua lại với ba tôi trong suốt những năm qua, mà bà ta còn mập mờ với một người đàn ông khác. Mối quan hệ giữa bọn họ còn lâu dài hơn cả ba tôi. Chuyện thú vị hơn chính là Tô Vân có thể không phải là con của ba tôi. Cận Minh đặt mấy bức ảnh lên trên bàn cà phê. Anh đã cho người điều tra chuyện này rồi, chậm nhất là ngày mai sẽ có kết quả thôi. Tôi vỗ vai của anh, thấp giọng khen ngợi. Quả nhiên là Cận thiếu. Ngày hôm sau, không thể nào chờ đợi kết quả điều tra của Cận Minh, tôi trực tiếp đến tìm Tô Vân. Tất cả những mối hận cũ và hận mới cộng lại với nhau, cô ta nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy. Lúc này tôi không nói gì cả, tiến lên tát cho cô ta một cái. Tại sao cô dám đặt điều cho tôi ở bên ngoài? Thực ra tôi chưa bao giờ nghe tin đồn cô ta bịa chuyện cho tôi, nhưng cái tát chắc chắn khiến cho cô ta nổi điên. Tô Vân hiển nhiên là sửng sốt. 2 giây sau, cô ta tỉnh táo, bắt đầu chiến đấu với tôi. Và hành động của tôi rất đơn giản, đó là tóm tóc cô ta một cách vui vẻ. Trận chiến này có thể so sánh với trận đấu của học sinh tiểu học, được giải quyết nhanh chóng.
Khi rời đi, trong túi tôi có khoảng chục sợi tóc của Tô Vân. Tôi đưa Tô Khang đến bệnh viện lấy cớ chăm sóc cho ba, bảo anh lén lút nhổ hai sợi tóc của ông ấy. Buổi chiều, Cận Minh gửi cho tôi kết quả điều tra. Trong nhiều năm như vậy, Trương Vân Ánh đã dùng tiền của ba tôi để nuôi đứa con riêng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi trong vài ngày cho đến khi mà có kết quả xác nhận ADN. Tô Vân quả thực không phải là con của ba tôi. Tôi ngồi trên ghế đọc qua kết quả xét nghiệm và cả kết quả điều tra của Cận Minh một cách thích thú và đóng gói tất cả gửi đến bệnh viện. Làm sao mà tôi có thể không cho ba tôi xem một vở kịch thú vị thế này? Chiếc mũ xanh đã đội 20 năm mà vẫn xanh như mới, đúng như mong đợi. Ba tôi đã loạn cào cào cả lên. Ông sắp bị liệt nửa người nhưng vẫn chật vật rời khỏi giường. Xé di chúc đã viết cách đây vài tháng, đuổi Tô Vân ra khỏi bệnh viện với rất nhiều những lời chửi bới. Ba tôi đã mất kiên nhẫn và ngay lập tức đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của Tô Vân. Hai ngày sau, ông bắt đầu gọi cho tôi. Tôi chặn số nào, ông lại đổi sang số khác để gọi tiếp. Ông gửi rất nhiều lì xì qua WeChat thì tôi chặn luôn cả WeChat. Những lời nói dài dòng, hoặc là xin lỗi, hoặc là khóc lóc. Tôi bực mình đã trực tiếp chặn ông ta sau khi mà mới đọc được hai dòng chữ. Ông ta đang hối hận vì điều gì chứ? Bởi vì đã đối xử với tôi không ra gì ư? Hay là bởi vì có lỗi với tôi? Rồi đây ông đã về già, không con cái, không có ai ở bên cạnh, trong túi chẳng có gì ngoài số tiền còn lại và người chăm sóc cơ thể bị liệt của mình. Nhưng tôi vẫn trả lời tin nhắn trước khi mà chặn ông. Tôi nói rồi, tương lai ông mất mạng hay tôi sống không quan trọng. Nếu thực sự cảm thấy cô đơn thì đây chính là quả báo ông xứng đáng nhận được đấy. Chiều hôm đó, khi mà tôi đang đắp mặt nạ ở nhà thì bà Cận bất ngờ đến thăm tôi. Không còn kiêu ngạo, độc đoán như trước, cũng không còn là vẻ tự tin như trước. Bà ta đứng ở cửa, vẻ mặt hốc hác. Sau ngày hôm đó, ta đã suy nghĩ rất lâu. Có lẽ Tiểu Minh nói đúng. Trước đây là ta quá cực đoan, không nên kiểm soát cuộc sống của thằng bé. Một lúc sau, bà ta thở dài rồi lại nói: cháu có muốn ra ngoài nói chuyện một chút không? Tôi nhìn chằm chằm vào bà ấy một lúc lâu, nhưng tôi không thể nào nhìn ra mục đích của bà ấy. Bà tôi mang hành động đạo đức giả và đến gặp tôi. Tôi nhìn thoáng qua còn có thể phát hiện ra được ý đồ của người đàn ông đó, nhưng người phụ nữ này thì không. Im lặng 2 giây, tôi thì thầm: nếu bà có việc gì thì cứ nói ở đây đi. Bà Cận cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: ta đến tìm cháu mà không báo cho Tiểu Minh biết, thằng bé sẽ sớm quay lại thôi. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh gần đây nói chuyện có được không? Khi mà tôi im lặng không nói gì, bà mỉm cười: đừng lo lắng, nếu ta muốn làm gì cháu, người của ta đã xông vào ngay khi mà cháu mở cửa rồi. Tôi lạnh lùng nhìn bà ấy: nhưng chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Nói xong tôi đóng sầm cửa lại. Bà Cận dùng tay ngăn cản, cánh cửa nặng nề kẹp vào tay khiến cho bàn tay trắng nõn lập tức sưng tấy. Bà ta đau đớn cau mày: ta biết cháu trách ta, nhưng hôm nay ta đến gặp cháu là bởi vì muốn nói chuyện về tình trạng của Tiểu Minh. Khi bà nhắc đến bệnh tình của Cận Minh, tôi có chút lưỡng lự. Cuối cùng thì tôi cũng đi cùng với bà ấy. Cận gia cho dù một tay che trời cũng không dám làm gì tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi đưa bà Cận đến quán cà phê ở trên phố gần nhà tôi. Tô Khang lo lắng đi theo chúng tôi ra bên ngoài. Ba người chúng tôi sóng vai nhau đi trên đường. Cổng khu dân cư cách quán cà phê chưa đầy 10 phút. Đúng lúc này có một chiếc ô tô mất kiểm soát bất ngờ lao về phía chúng tôi. Tốc độ của xe rất nhanh, làm cho mọi người không kịp phản ứng. Thế nhưng Tô Khang đã nhanh chóng có phản ứng. Lúc mà chiếc xe lao tới, tôi nhìn rõ mặt của tài xế là Tô Vân. Chính xác là cô ta rồi. Trong chớp mắt, tôi đã bị Tô Khang đẩy mạnh. Chiếc xe mất lái, tông mạnh vào người của Tô Khang và bà Cận. Lúc tôi cố gắng đứng dậy thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt mình thật là kinh hoàng. Tô Khang.
Tôi run rẩy chạy tới, chỉ thấy người anh toàn là chất lỏng màu đỏ. Tôi muốn chạm vào anh mà không dám, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Anh ơi, anh đừng làm em sợ mà. Sau khi mẹ tôi qua đời, Tô Khang là người thân duy nhất của tôi rồi. Dù chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng anh sẽ luôn luôn là người anh trai tốt của tôi. Vậy mà lúc này đây, Tô Khang đang nằm trên vũng chất lỏng màu đỏ, yếu ớt nhìn tôi. Anh vẫn đang mỉm cười, giống như ánh mặt trời ấm áp mùa đông làm tan tuyết trong giây lát. Là nụ cười làm cho tôi đau lòng. Anh nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh. Em đừng khóc. Anh nói cho em biết một bí mật nhé. Thực ra thì anh không còn sống được bao lâu nữa. Bác sĩ nói rằng căn bệnh của anh càng ngày càng nghiêm trọng, trái tim càng ngày càng không tốt, sẽ không sống được bao lâu nữa. Mạng này của anh không thể nào lãng phí. Lần này thì cuối cùng anh cũng cứu được em rồi. Anh nói một cách khó khăn, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ đã chạy dọc theo khóe miệng anh luôn rồi. Tôi nghẹn ngào, lại thấy sắc mặt của anh trở nên tái nhợt. Anh đừng nói nữa, Tô Khang. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến. Tô Khang và cận phu nhân cùng nhau được đưa lên xe cấp cứu. Tôi đi cùng. Ở bên trong xe cứu thương, cận phu nhân từ đầu đến cuối đều không tỉnh dậy, không biết là hôn mê hay là đã am. Tô Khang thì vẫn còn có chút ý thức, có điều càng ngày càng yếu ớt. Trước khi được đẩy vào trong phòng cấp cứu, anh cố gắng nói với tôi hai điều cuối cùng. Điều đầu tiên đó chính là đừng xem nhật ký của anh, hãy đốt nó đi và sống cho hạnh phúc. Câu thứ hai đó chính là kiếp sau chúng ta sẽ vẫn là anh em của nhau. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì Tô Khang đã được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Khi được đưa vào, anh vẫn còn thở, nhưng khi đẩy ra, anh chỉ còn hơi ấm sót lại. Chữ đồng ý tôi còn chưa kịp nói thành tiếng, đã không bao giờ nói ra được nữa. Ngày hôm đó, ở hành lang của bệnh viện, tôi đã bật khóc. Nếu như Tô Khang ra đi, thì tôi thật sự sẽ không còn người thân nào nữa. Cận Minh cũng nhanh chóng đến đây. Anh bước đến gần tôi muốn nói điều gì đó, nhưng mà cuối cùng anh lại không nói. Trên hành lang, thiếu gia nhà họ Cận lúc nào cũng độc đoán kiêu ngạo, cắn môi lặng lẽ rơi nước mắt, ngồi xổm bên tường, khoanh tay vùi mặt vào trong lồng ngực. Chỉ có đôi vai hơi co của anh mới có thể chứng minh rằng anh đang khóc. Vụ tai nạn xe hơi này rất nghiêm trọng, bà Cận đã tử vong tại chỗ, nhưng mà Tô Khang đã mất mạng. Tôi là người sống sót duy nhất. Nhân tiện còn có cả Tô Vân bị bắt. Cô ta cố tình dùng xe tông vào người khác, động cơ rất đơn giản. Theo lời khai của cô ta, thì tôi đã đưa mẹ cô ta vào tù, đồng thời tiết lộ mọi chuyện cho ông Tô, làm cho cô ta bị đuổi ra ngoài, trở nên bơ vơ, không có thu nhập. Ngay cả cổ phiếu công ty và hơn 20 triệu tiền mặt trong di chúc của ba tôi cũng không còn nữa. Mất tất cả, cô ta chọn cách trả thù. Về phần bà Cận, Tô Vân không có thủ oán gì, nhưng lúc đó cô ta vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nên khi sắp va chạm, cô ta vô thức chọn bừa một phương hướng nào đó, xe tông vào bà Cận ở bên cạnh. Tôi luôn luôn tự trách mình, nhưng dù sao đi nữa, sự ra đi của bà Cận không liên quan gì đến tôi. Bởi vì vào ngày tang lễ của bà Cận, Cận Minh nói với tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Em có biết tại sao hôm đó mẹ anh lại rủ em đến quán cà phê gần đó không? Tôi lắc đầu, giọng của anh run run. Bởi vì bà ấy đã sắp xếp một tài xế bên đường, mong rằng em sẽ mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vô tình trên đường. Điều này không chỉ giải quyết được vấn đề nghiêm trọng của anh, mà còn giúp anh không thể nào đổ lỗi cho bà ấy. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ là tai nạn. Chính vì vậy, ngày hôm đó, khi Tô Vân lái xe tới, bà ấy chỉ bước sang hai bước chứ không bỏ đi. Bởi vì bà ấy cho rằng người lái xe là người mà mình đã sắp xếp từ trước rồi. Ai có thể ngờ rằng người lái xe vẫn còn đang đứng bên đường. Mọi chuyện xảy ra là do nhầm lẫn. Tô Vân vô thức quay tay lái, không may tông vào bà ấy. Những lời này có vẻ rất khó nói ra từ miệng của Cận Minh. Đôi mắt anh đỏ hoe, cuối cùng khẽ thở dài, đưa tay xoa tóc tôi. Anh nói rằng ngày đó
Sau khi mà thấy em vẫn bình an ở trong bệnh viện, anh đã không thể nào kiềm chế được mà rơi nước mắt. Mọi chuyện không phải lỗi của em đâu, Ngọc Hân. Tôi không còn lời gì để nói, quá nhiều thông tin làm cho tôi không kịp tiêu hóa. Sau đám tang của bà Cận là đám tang của Tô Khang. So với Cận gia thì đám tang của Tô Khang vắng vẻ hơn nhiều. Anh không có người thân và có ít bạn bè, chỉ có một số ít người đến dự đám tang. Tôi nhìn anh được đưa vào trong lò hỏa thiêu và nhận lại một hũ tro. Người hiền lành như vậy đã biến thành một đống tro tàn. Tôi chọn cho anh một nghĩa trang có phong thủy tốt, rất vắng vẻ. Tôi biết anh thích sự yên tĩnh, không muốn bị quấy rầy. Cận Minh và tôi đứng trước bia mộ của anh. Cận Minh nắm tay tôi và trấn an Tô Khang một cách nghiêm túc, thành khẩn. Em sẽ dành phần đời còn lại để đối xử tốt với cô ấy. Trong tấm ảnh, Tô Khang cười rất ôn hòa, nhưng mà đáng tiếc là trong ảnh không nói được lời nào. Tôi mang theo nhật ký của anh đến đây là một cuốn sách rất dày. Tôi không biết những gì được viết trong đó. Cho dù rất tò mò, nhưng tôi cũng nhớ rõ lời anh đã dặn trước khi mà bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Anh không muốn tôi đọc nó thì tôi sẽ giữ lời. Tôi mồi lửa và bắt đầu đốt. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Tôi theo bản năng buông tay ra. Cuốn nhật ký rơi xuống đất, dập tắt ngọn lửa mới nhóm lên. Khi mà tôi định nhặt nó lên một lần nữa thì gió tự dưng thổi rất mạnh. Một trang trong cuốn nhật ký được mở ra. Trang đầu tiên của cuốn nhật ký được tiết lộ. Tôi thề chỉ là tôi vô thức liếc nhìn mà thôi. Trang đầu tiên của cuốn nhật ký ghi đầy tên của một người. Tô Ngọc Hân, Tô Ngọc Hân. Toàn là tên của tôi thôi. Cận Minh ở một bên cũng đã nhìn thấy. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Cuối cùng thì tôi tỉnh táo lại, nhặt cuốn nhật ký lên, đóng lại và đốt lửa. Ngọn lửa nhấn chìm cuốn nhật ký. Trong hơi nóng, tôi nhìn ảnh của Tô Khang ở trên bia mộ. Người đàn ông đó vẫn đang mỉm cười. Tôi nhớ ngày trước, khi mà đẩy anh vào trong phòng mổ, anh đã nhìn tôi cười như vậy. Thời điểm đó, anh hỏi tôi, kiếp sau chúng ta sẽ là anh em, có đúng không? Chắc chắn rồi, nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn làm em gái của Tô Khang. 2 năm sau, tôi đính hôn với thiếu gia của nhà họ Cận. Cả thành phố náo loạn hết cả lên. Khi bà Cận đến gặp riêng gây khó dễ cho tôi, mọi người đều chắc chắn rằng Cận Minh nhất định sẽ chia tay tôi thôi. Nhưng anh vẫn nắm tay tôi, không một chút do dự. Sự ra đi của bà Cận trở nên mờ ám vì tôi không muốn đứng ra giải thích. Bởi vì lời giải thích đã không còn quan trọng nữa, tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó. Cận Minh và tôi vẫn còn nhiều thời gian để yêu nhau. Sau khi bà Cận và Tô Khang qua đời, chúng tôi đã dành 1 năm để thoát khỏi bóng đen tâm lý trong lòng mỗi người, phải mất 1 năm nữa để yêu thương. 2 năm sau, chúng tôi đính hôn. 3 năm sau, đám cưới mới được diễn ra. Vào tháng chúng tôi cưới, Trương Vân Ánh tình cờ được ra tù đúng lúc. Đáng tiếc là bà ta vẫn không biết rằng đứa con gái quý hóa của mình đã nối bước của bà, và đời này không có khả năng được ra ngoài. Sau khi nghe tin, mụ ta đã biết được mọi chuyện khi ra tù. Bà ta chạy đi tìm ba tôi. Người đàn ông đã tặng cho bà ta một cái tát thật mạnh, rồi lái xe bỏ đi. Chính xác, ba tôi bị liệt nửa người cũng là do hai mẹ con họ gây ra. Sau khi ba tôi lập di chúc, hai người này vì ham tiền nên mỗi ngày đều cho ba tôi một liều thuốc độc nhỏ. Nó sẽ không gây tử vong ngay lập tức, nhưng có thể gây tổn hại vô hình cho cơ thể con người. Nếu Trương Vân Ánh không vào tù giữa chừng thì e rằng ba tôi đã mất mạng vì ngộ độc rồi. Trong 3 năm qua, hầu như ngày nào ông cũng gọi điện cho tôi và tôi không bao giờ nghe máy. Ông còn nhờ y tá đưa ông ngồi xe lăn đến gặp tôi, nhưng lúc nào cũng bị tôi từ chối. Chửi tôi độc ác cũng được. Nếu đã đồng ý cắt đứt mối quan hệ thì tôi phải thực hiện. Cho dù có đau khổ đến đâu cũng không bao giờ hối hận. Tôi đã cho ông ấy một cơ hội hơn 1 lần rồi. Khi tôi 8 tuổi, tôi đã tin tưởng vào người được gọi là ba, người mà tôi luôn kính trọng, sẽ đưa ra quyết định thay tôi lấy lại đồ chơi cho tôi. Nhưng thay vào đó, ông đã tát tôi 2 cái. Năm 18 tuổi,
khi mà tôi nghĩ rằng ba có thể đưa ra quyết định cho tôi sau khi bạn trai tôi bị cướp. Vậy mà ông đã đẩy ngã tôi. 3 năm trước, tôi tưởng rằng ông ấy sẽ tố cáo Trương Vân Ánh khi biết bà ta muốn lấy mạng tôi. Vậy mà thay vào đó, ông lại bảo vệ và giúp bà ta hủy bằng chứng có trong tay tôi. Tóm lại, ông chưa bao giờ nghĩ về những điều đó sao? Chỉ cần lọ hoa đó lệch đi một chút thôi là tôi sẽ mất mạng. Nhưng lúc đó ông lại cho rằng mình vẫn còn có một cô con gái khác do mình và tình yêu đích thực của mình sinh ra. Đứa con gái đó ngoan ngoãn hiểu chuyện, khiến cho ông yêu thương hết lòng. Và tôi có sống hay mất mạng cũng chẳng quan trọng. Cũng chính ngày đó tôi đã âm thầm thề trong lòng, cho dù sau này ông ta có quỳ trước mặt tôi khóc lóc thảm thiết, tôi cũng sẽ không bao giờ mềm lòng đâu. Tôi thực sự đã làm được điều đó. Căn bệnh của Cận Minh đã được chữa khỏi từ lâu rồi. Sau khi kết hôn, anh buộc phải tiếp quản Nguyên Dương, trải qua 1 năm kinh doanh. Hóa ra thiếu gia kiêu ngạo độc đoán của nhà họ Cận, ngoài việc gây rắc rối, vẫn còn có thể kinh doanh. Hơn nữa lại còn kinh doanh rất tài năng. Và lý do tại sao anh tiếp quản cũng rất đơn giản thôi, bởi vì tôi đã mang thai rồi. Nguyên Dương chắc chắn không thể nào hoạt động chỉ với thư ký Trần. Vì vậy Cận Minh không còn cách nào khác ngoài việc tự mình xông pha ra trận mạc. Không ngờ anh lại chăm sóc cho Nguyên Dương rất tốt. Cuộc sống của Cận Minh không hề dễ dàng. Sau khi mang thai, tính tình của tôi trở nên vô cùng thất thường. Có lẽ là do cơ thể mất cân bằng nội tiết tố. Cậu chủ Cận gia ngày nào cũng phục vụ tôi tận tình sau giờ làm, nhưng lần nào anh ấy cũng bị tôi mắng cả. Theo như anh nói, sau khi mang thai, tôi chỉ đáng yêu khi ngủ thôi, còn khi mà tôi thức dậy, lập tức trở thành một tiểu quỷ. Có lần anh đã không thể nào kiềm chế được, mắng tôi 2 câu rồi đóng sầm cửa rồi đi. Lúc đó tôi đã mang thai được 8 tháng. Tôi lo lắng anh có thể xảy ra chuyện gì đó nên đã cử vệ sĩ bí mật đi theo anh. Nhưng tin tức từ vệ sĩ nói rằng Cận Minh đến Nghĩa Trang. Đến Nghĩa Trang sao? Chắc hẳn tâm trạng của anh không tốt nên đã gặp bà Cận. Có điều Cận Minh lại đến mộ của Tô Khang. Tôi nghe vệ sĩ nói rằng tên này mang theo 2 chai mao đài, đổ 1 chai lên mộ của Tô Khang, còn tự mình uống hết nửa chai còn lại. Sau khi say thì anh ôm bia mộ mà khóc, nói ra vài câu. Anh à, anh hãy trở về trong giấc mơ của em gái mình đi. Nhắc cô ấy bình tĩnh một chút có được không? Tôi cầm điện thoại, nghe máy của vệ sĩ ở trên tay mà vừa tức giận vừa buồn cười. Một lúc sau tôi mới trả lời. Thôi được rồi, không sao đâu, cứ để anh ấy chút giận một chút. Người vệ sĩ gần như là trả lời ngay lập tức. Dạ, nhưng mà thiếu gia hình như là khóc nhầm mộ rồi. Tôi vừa nhìn kỹ thì thấy cậu ấy đang ôm bia mộ của dì bên cạnh. Tôi gọi cho anh, phát hiện ra anh không mang theo di động. Tôi đợi mãi ở nhà mà vẫn không thấy anh về. Nửa giờ sau, tôi không thể nào ngồi yên được nữa. Lúc tôi định ra ngoài mở cửa, Cận Minh đã bước vào với hơi lạnh ở bên ngoài. Khi tôi đang suy nghĩ tìm cách đi xuống cầu thang thì anh đưa cho tôi một túi đồ với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đưa tay ra nhận nó. Cái gì đây? Hóa ra bên trong là món ăn vặt yêu thích của tôi, hạt dẻ chiên đường. Cửa hàng này không lớn nhưng nó rất nổi tiếng, và mỗi lần tôi phải xếp hàng rất lâu trong gió lạnh để mua. Thấy tôi nhìn mình, Cận Minh sờ sờ chóp mũi, giả vờ bình tĩnh mà nói. Anh đi chạy đêm và mua nó trên đường về đấy. Vậy sao? Tôi tiến lại gần anh 2 bước. Đi chạy đêm mà tại sao lại có mùi rượu thế này? Người đàn ông cứng đầu cứng cổ mà đáp. Thì lạnh quá cho nên uống chai rượu cho đỡ lạnh thôi. Tôi có chút buồn cười. Vậy mà vừa rồi lúc em đang chợp mắt, tại sao em lại nằm mơ thấy anh trai em đến nói với em rằng anh đã đến mộ của anh ấy và khóc nhỉ? Cận Minh im lặng một lúc, lầm bầm một mình. Chết tiệt, thương như vậy sao? Đáng lẽ ra mình nên ước có một cặp song sinh chứ. Giọng của anh không lớn nhưng tôi có thể nghe rõ. Tôi không nhịn được nữa mà bật cười.
Anh đi tới, cầm chiếc túi từ tay tôi, bắt đầu bóc hạt dẻ cho tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Không hiểu sao, nó làm tôi nhớ đến Cận Minh hồi đó. Thiếu gia nhà họ Cận với tính cách kiêu ngạo, nhìn khắp thành phố, không có việc gì mà anh không dám phá, ngoại trừ Nguyên Dương. Khi mà tỉnh táo lại, người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc bóc vỏ hạt dẻ cho tôi. Tình cờ anh ngước lên nhìn tôi, nhét hạt dẻ đã bóc vỏ vào trong miệng tôi, giọng điệu vẫn ngạo mạn. Thế nhưng anh cũng không phải là người khó nói chuyện. 2 tiếng sau, trên giường ở trong phòng ngủ, anh ôm tôi từ đằng sau, vùi mặt vào trong cổ tôi. Anh bóc hạt dẻ cho em rồi đấy, Ngọc Hân. Em đừng tức giận với anh nữa, có được không? Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua. Lần thứ hai tôi mang thai là 3 năm sau đó, một cặp song sinh trai gái. Cận Minh nghe tin thì lại tự mình lẩm bẩm: Tô Khang, cậu thật sự linh thiêng đến như vậy sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.